Chương 131, Con rối bộ, canh năm. Vấn đề càng lớn hơn là, nếu như muốn làm tinh chuẩn xạ kích, di động lực tất nhiên thụ quấy nhiễu, thế nhưng là mặt đất không ngừng lấp lóe biến mất đá cẩm thạch khối lập phương chẳng những cho di động tạo thành to lớn ảnh hưởng, cũng tại cho phi công dự phán tạo áp lực, quấy nhiễu tinh thần. Tất cả người vây xem, bao quát các đại quân trường học học sinh, chỉ là nhìn thấy nơi này, bọn hắn liền nghĩ rời khỏi, đúng vậy, nếu như mình là vượt quan tuyển thủ, ngay lập tức chính là rời khỏi, sau đó hung hăng chửi mắng người thiết kế, đây không phải bệnh thần kinh sao. Vì tra tấn mà tra tấn. Khải Long động cơ oanh minh, 360 độ xoắn ốc đằng không, trong tay súng la dè ánh lửa bắn ra bốn phía, quét rớt vòng thứ nhất đĩa bay, sau khi rơi xuống đất, sải bước tiến lên Khải Long không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục điểm xạ, từng cái đĩa bay bị tinh chuẩn bạo chết. Khải Long súng laser là có thụ lên án chính là sát thương không đủ tính ổn định cũng có chút kém, nhưng là liên xạ cùng điểm xạ vẫn là có thể. Rất hiển nhiên con rối đã làm được cực hạn, di động cùng công kích một mạch mà. Thành, không có bất luận cái gì tiết tấu dừng lại. Chỉ là như thế tinh chuẩn cực hạn công kích yên nguyên không cách nào nhanh chóng đem tất cả để bay thanh lý mất. Càng tuyệt vọng hơn chính là, có bốn cái để bay xuất hiện ở sau lưng Khải Long vị trí, đồng thời đã sắp tiếp cận rơi xuống đất, giờ khắc này, phía trước mặt đất gần như sắp toàn bộ biến mất còn sót lại một khối cũng đã lần thứ nhất lấp lóe còn có hai lần lấp lóe liền sẽ biến mất điểm này thời gian căn bản không đủ khải long quay người hoàn thành xạ kích chuyển qua coi như trúng đích cũng không về được mà lại muốn dưới loại tình huống này hoàn thành bốn liên kích phía trước là bùa đòi mạng sau lưng thì là vực sâu vạn trượng lúc này mới vừa mới bắt đầu cứ như vậy làm náo cái kia đâu nhà thiết kế người ư khải long quay người đây là con rối lựa chọn súng laser khai hỏa nháy mắt oanh khải long biến mất phanh 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 phanh, phanh nghịch hướng thiểm kích bốn liền thương con sót lại một mảnh đất gạch làm ra lần thứ ba lấp lóe mà khải long chiến cơ cực kỳ nguy cấp mượn lực đằng không giữa không trung hai lần xoay tròn thiểm kích điều chỉnh phương hướng tiếp tục đi tới sau lưng bốn cái đĩa bay đã biến thành bã vụn trong đó một cái cơ hội là tại chạm đất nháy mắt bị đánh rơi Khải Long không có ngừng, cũng không có cơ hội thở dốc, rốt cục vượt qua đường ranh giới. Trong lúc bất chợt, toàn bộ hoàn cảnh nháy mắt phát sinh biến hóa, các vàng đầy trời, đây là hỏa tinh hình dạng mặt đất, là hỏa tinh thủy thủ cốc hình dạng mặt đất, hỏng bét nguyên thủy màu vàng đất đất các hẻm núi lớn. Ông 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 ông. Mười cái màu vàng đất để bay bay về phía không trung, tất cả mọi người trồng mắt đều lục, bắt chước ngụy trang chiến trường, cái này mẹ nó trồng mắt đều muốn mù, mà ở vào thượng đế thì giác người xem càng là nhìn thấy tại hẻm núi hai bên điểm đỏ đều là tay bắn tỉa khải long vừa hướng về phía trước một cái đột tiếng một tiếng nổ vang giữa không trung một cái bốc lên né tránh trí mạng ngắm bắn đồng thời đánh rơi hai cái đĩa bay rời xuống đất khải long chiến cơ cơ hồ là kề sát đất ngửa ra sau động cơ đẩy tới hai chân phát lực thiết bản kiều công phu sang bằng cơ giáp trọng tâm súng la dè hướng bầu trời mãnh liệt khai hỏa vừa đánh ra ba phát toàn bộ chiến cơ bật lên, mặt đất một chuỗi hố đạn, Khải Long chiến cơ không hề dừng lại một chút nào cơ hội thở dốc, còn có năm cái đĩa bay, Khải Long vừa mới chuẩn bị nhắm chuẩn, hẻm núi hai bên bắt đầu ngọn lửa cùng bạo phun ra, hai khung siêu trọng hỏa long tia la dè súng máy cực mạnh đối Khải Long chiến cơ điên cùng bắn phá. Khải Long tại đạn bên trong nhảy vọt, trong tay súng la dè nhưng không có mảy may ngừng, một thương một thương oanh ra, sửng sốt lấy hạt dẻ trong lò lửa đem còn lại ba cái đĩa bay đánh rơi toàn bộ phòng trực tiếp nhân số đang không ngừng kéo lên, đã 55 triệu, xưa nay chưa từng có ghi chép, mà lại vô luận tại người, còn là vừa người tiến vào đều phi thường yên tĩnh, con mắt gắt gao nhìn chầm chầm trong hẻm núi Khải Long. Tại thủy thủ cốc hai bên, hai khung hỏa long ngay tại đối Khải Long cùng oanh loạn tạc, mà màu vàng đất đĩa bay nhìn người mắt đều mỏi như, phải đem hết toàn lực mới có thể phân biệt. Vừa xông qua hỏa long tia la dè súng máy, bốn chiếc súng phun lửa nháy mắt làm cho cả hẻm núi lâm vào nhiệt độ cao bên trong, không ngừng phun ra nuốt vào mấy chục mét dài ngọn lửa, cơ giáp nhất định phải xông vào, cùng lúc đó, 10 cái đĩa bay đằng không, phi hành quỷ tích hoàn toàn khác biệt, hướng từng cái phương hướng bay vụt, trong đó hai cái lại còn phát sinh va chạm, quỷ tích làm hai lần cải biến. Cơ giáp tất nhiên muốn xông vào biển lửa, dù cho hữu cơ giáp phòng ngự, bên trong phi công cũng cùng bỏ vào nhiệt độ cao lồng hấp nhất là tại trải qua dạng này thể năng tiêu hao hôn mê là có khả năng xuất hiện nhất trong ngọn lửa Yên nguyên truyền ra chính là khải long ổn định mà có tiết tấu công kích âm thanh cái này đến cái khác để bay bị tinh chuẩn đánh rơi mỗi một âm thanh đều đánh vào tất cả mọi người trong lòng hỏa nam nuốt một ngụm nước bọt trong lòng là mmp đối mặt mặt đất quấy nhiễu ngắm bắn còn có đánh nát đĩa bay cái này mẹ nó cùng quái vật lợi hại còn có thương pháp cũng mẹ nó tốt như vậy cái này ép thương ép quá trôi chảy, lập trường khác biệt, nhưng hỏa nam ánh mắt nhưng không kém chút nào, chỉ là vô luận như thế nào giải dụ đều không dùng, hắn tin tưởng Grosso, đây là cơ sở khảo nghiệm thần. Grosso, ngược trời con rối, về sau lão tử liền tôn xưng ngươi là thần tượng. Hỏa nam đang cầu khẩn, lão bản nói, giải quyết con rối, hắn sẽ phát đạt. Trong chiến trường, Khải Long bắt đầu giao nhau bước, đường vòng cung bước, đổi tần số bước, đường gãy bước di động, muốn né tránh thỉnh thoảng bắn lén, còn muốn nhằm vào các loại xảo trá góc độ bắn ra đến đĩa bay, đồng thời tốc độ còn nhất định phải bảo trì. Cứ như vậy đánh tan 10 tổ 100 cái đĩa bay, rốt cục đi tới hẻm núi cuối cùng, chỉ cần quá tuyến, cửa này liền kết thúc, đây cũng chính là cái này huấn luyện hoàn tất. Cơ hồ tất cả mọi người hơi thở thở ra một hơi. Vụt. Toàn bộ hẻm núi bỗng nhiên tối xuống, triệt để mất đi nguồn sáng, giống như vĩnh hằng chi dạ, mà tại cuối cùng này một giây, một cái phi thường nhỏ để bay bắn ra. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đem cái kia gọi Grosso người lôi ra đến. Oanh! Khải Long chiến cơ đưa tay bắn một phát, trúng đích. Hẻm núi sáng tỏ, phi điệp nhỏ bị đánh nát, nhưng ngay tại Khải Long chuẩn bị trở về đầu nháy mắt, để bay nổ thành hai cái nhỏ hơn để bay bắn ra. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, đây là đùa chết người không đền mạng hệ liệt sao. Cũng không đủ, còn là chôn đi. Hai cái phi điệp nhỏ một cái nghiêng hướng lên, một cái xéo xuống xuống, đều rất trí mạng, mấu chốt nhất chính là, súng la dè điểm xạ cũng không kịp. Vụt. sưu Súng la dè oanh minh đánh nát một cái, đồng thời tay trái một đạo bạch quang bắn về phía nghiêng hướng lên bay phi điệp nhỏ. Titan đao. Phi đao trúng đích. Hai cái đĩa bay vỡ vụn, mà Khải Long chiến cơ cũng rốt cục đạp lên hẻm núi biên giới. Tất cả mọi người đại đại nhẹ nhàng thở ra, cái này quỷ huấn luyện rốt cục phải hoàn thành, hỏa nam sắc mặt bình tĩnh, nội tâm sống lớn cuồng trào, không thể nào. Grosso Ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Grosso A, à, loè loẹt chôn nhiều như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy bị một cái hạng người vô danh giải quyết sao? Ngay tại rất nhiều người chuẩn bị kìm nén một hơi chúc mừng thời điểm, toàn bộ hẻm núi vang lên còi báo động chói tai, đồng thời toàn bộ bầu trời đều lộ ra một cổ đỏ như máu. Trên màn hình lớn xuất hiện năm giây dự bị đếm ngược, hẻm núi đã đến cuối cùng, nhưng hiển nhiên Grosso phóng đại chiêu. Một khung một khung cơ động pháo đài, hẻm núi hai bên các 10 chiếc, đây là có nháy mắt miễu sát năng lực pháo laser. Loãng soảng loãng hai 20 chiếc mươi 356 pháo laser nhắm ngay phía dưới khải Long chiến cơ. Pháo laser ở vào không thể công kích trạng thái, bị đánh không thể hoàn thủ hệ liệt. Grosso có phải là không chơi nổi, có ý tứ sao, nếu là không để nhân loại thông qua, kia liền không muốn làm nhân loại kiểm tra a. À? 20 chiếc pháo laser đủ để bao trùm cái này chỉ có 50 mét khu vực, loại này pháo laser có thể bắn ra nhân loại qua đường cánh tay cực quan trụ, có thể xuyên qua trước mắt đã biết các loại phòng ngự hệ thống, đồng dạng đều phân phối tại nhân loại trong căn cứ, vô luận cái gì cơ giáp còn là thuẫn laser đều ngăn cản không nổi một kích. Khải Long ném đi chính mình súng laser, theo súng laser rơi xuống đất, tự hồ tâm tình của mọi người cũng một chút níu chặt. Giờ khắc này, hỏa nam lộ ra vú em hòa ái nụ cười, quả nhiên, Rosso mới là duy nhất thần. Nói cái gì đạo lý, muốn cái gì xe đạp, thần, không cần để ý phạm nhân nghĩ như thế nào, toàn bộ xử lý liền đúng, hai bên các mười chiếc pháo laser đủ để bao trùm khu vực này, cái gì bộ pháp, cái gì né tránh tư thế đều là vô dụng đây chính là không khác biệt bao trùm đã kích. Cỡ nào tứ nhường, cỡ nào thoải mái, cỡ nào tuyệt vọng, lúc này con rối liền như là rơi xuống mạng nhện hồ điệp đồng dạng. Mặc cho ngươi cỡ nào hoa lệ, cũng đều muốn hóa thành tro. Hỏa Nam cười vui vẻ, không phải cùng vọng, không phải tự phụ, trước mắt đã biết phương pháp bên trong, bao hàm siêu cấp cơ giáp, không có một loại có thể ngăn cản loại này pháo laser công kích, như thế lưới hỏa lực nhất là Grosso còn cố ý thiết lập một cái cố định tràn cảnh, không có đường sống vẹn toàn, hiển nhiên là đem một vài siêu cấp cơ giáp tính năng toàn bộ cân nhắc đến. Một chữ, tuyệt. Hơn 50 triệu người đánh trống reo hò chửi rủa, Grosso chính là lấy điên cuồng xưng, nhìn cái này mới hiểu được, trước kia là khiêm tốn. Đây chính là biến thái A, pháo laser năng lượng ngưng tụ hoàn thành, khai hỏa. Vụt 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 vụt. Ánh sáng lóng lánh đâm xuyên hẻm núi cùng không gian, lóa mắt cây gài ánh sáng kích thần kinh của tất cả mọi người. 20 chiếc pháo laser tạo thành chính là hình lưới phong tỏa công kích, nháy mắt phong tỏa khải Long cơ giáp chung quanh cơ hội tất cả chạy trốn né tránh phương hướng. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người nhìn thấy đều là tuyệt vọng, dâng lên một cổ đem Grosso đẩy ra ngoài đánh một trận suy nghĩ. Thẻ Khải Long chiến cơ tại chỗ làm một cái quỷ sâu tư thế, hai tay chống lên rũ xuống, gà đứng một chân. Vòng thứ nhất la dè vậy mà đánh hụt rồi. Vòng thứ hai la dè bao trùm tới, Khải Long chiến cơ duy trì kỳ quái tư thế vụng về lướt ngang, động tác không nhanh. Nhưng toàn bộ cơ giáp là lấy một loại làm trái nhân loại trạng thái bình thường tứ chi cực kỳ không cân đối tư thế di động tới, mà la dè chùm sáng theo tứ chi khoa trương chi lăng khe hở bắn phá mà qua. Tiếp cận nhất la dè chùm sáng khoảng cách khải Long cơ giáp bản thể đại khái là mấy cm sai sót toàn bộ phòng trực tiếp, hơn 56 triệu người lặng nhắc như tờ, vòng thứ ba la dè công kích tới, 20 la dè triệt để phong tỏa Khải Long di động khu vực. Lấy Khải Long khoan điều khiển làm trung tâm, hình thành độc quyền thiểm kích dự phán khoảng cách sát trận. Thiên la địa võng. Ông. Chương 132, ác mộng cấp thủ thông, 6 chương. Khải Long một chân nghiêng 45 độ bị lệch, tứ chi phi thường không cân đối mở ra, toàn bộ cơ giáp chết đi, lung lay sắp đổ. La bao phủ, trục trung tâm không, cái khác la công kích cũng đều theo Khải Long quỷ dị tư thế bên trong để lọt ra ngoài, phản phất la là theo Khải Long trong thân thể nở rộ chói lọi. Phòng trực tiếp tỉnh mịch một mảnh, có người nhìn nhiều năm ép thi đấu, có người là trường quân đội cơ giáp hệ chiến sĩ, nhưng theo từ trong bụng mẹ bắt đầu liền chưa thấy qua đây là cái gì a a a nội tâm tự hồ có một cổ không cách nào ức chế xúc động cùng cảm xúc kẹt ở trong cổ họng. Này cũng xảy ra chuyện gì, vì sao lại dạng này? Cứ như vậy qua sao? Vừa mới kia là nhân loại động tác sao? Đỏ như máu bầu trời tạnh, cái kia chói tai cảnh giới âm thanh cũng biến mất, bốn phía lại bỗng nhiên ảm đạm, một đạo quan mang chiếu vào ở giữa khải long cơ giáp trên thân. Thế giới này, chỉ còn lại cái kia bình tĩnh khải long cơ giáp cái gì dự phán, cái gì né tránh tính toán, cái gì thao tác, cái dạng gì khống chế tinh thần cùng nhục thể khống chế. Lúc đầu phía trước vượt quan cảm giác rất khoa trương rất điên cuồng, nhưng cùng cuối cùng năm giây so sánh giống như lại không đáng giá nhắc tới. Tại thần thao trước mặt, coi như cái gì? Con rối đánh vỡ nhân loại động tác cực hạn. Roby, Ophé, Phê, Viêm Bằng, Đép đều là nhìn nghẹn họng nhìn trân trối, bọn hắn biết Lý Hạo mạnh bao nhiêu, không có người so với bọn hắn càng có khắc sâu trải nghiệm, chỉ là dù sao đã cách nhiều năm, bọn hắn trưởng thành cũng là phi thường to lớn, bọn hắn tin tưởng lý hạo, cũng duy trì tôn trọng, nhưng là ở sâu trong nội tâm đều có một loại khiêu chiến xúc động, mỗi khi bọn hắn cảm thấy đã đối với lý hạo lực lượng có chỗ nhận biết thời điểm, mới phát hiện là bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy loại. Trình độ này, đép bọn người, nhất là ô phê, năm đó thiên khải lớp thiếu niên chính là có ít cao thủ, nội tâm là phi thường chờ mong tại trong quý tập huấn khiêu chiến, nhưng hiện tại xem ra tự hồ muốn một lần nữa ước định. Về phần bọn hắn đội viên đã sớm mắt trợn tròn, đây là tới từ địa cầu chiến sĩ. Bọn hắn cùng người xem khác biệt, cái này không chỉ là né tránh vấn đề, mà là người phi công này là làm sao dự phán. Toàn bộ USE trường quân đội bên trong vẫn tồn tại dạng này hồng hoang cấp chiến sĩ. Phạm là S10 nếu là hắn tại, người địa cầu đến nỗi thảm như vậy sao? Dạng người này đúng là chân thực tồn tại sao? Thiên tinh cơ võ, phê mân an bọn người đã mắc trận tròn, đây quả thực là tay bắn tỉa ác mộng a, à? cái này đều đánh không chết. Tita là chân chính cảm nhận được uy hiếp, một người như vậy nếu như là đối thủ lời nói, hẳn là nguy hiểm, người này sẽ là địa cầu quân giáo sinh sao? thì là ai? điện thoại vang, Tita lập tức biểu lộ nghiêm túc đứng lên, kết nối điện thoại, sư huynh, chuyện gì? Còn rối tranh tài nhìn sao Điện thoại một đầu khác vang lên một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu Đúng vậy, sư huynh, người này có chút mạnh Sẽ là chúng ta S11 tranh bá trở ngại Điện thoại một đầu khác trầm mặt một hồi Ngươi thấy chỉ là một góc của băng sơn Tita, cuối tuần đến chỗ của ta tập hợp Các đại chiến đội đội trưởng đều đến Người kia tái xuất Quải điệu điện thoại Tita có chút mộng Tại hiện tại nút, cường giả sang sát anh Hùng xuất hiện lớp lớp. Nếu như cứng rắn muốn tìm dẫn đầu, còn là chiến thần ma xiết. Nàng mặc dù không phải thiên khải lớp thiếu niên thành viên, nhưng tại trong quý trong tập huấn, trong lúc vô tình nghe tới một cái truyền thuyết, truyền thuyết, địa cầu bên kia từng xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm siêu thiên tài, tầm mắt bao quát non sông, có thể xưng đại ma vương cấp bậc. Nhưng tương đối khôi hài chính là bị người địa cầu chính mình cho phế. Lúc ấy địa cầu phương diện cao tầng biết lý hạo rất mạnh nhưng người chân chính nắm giữ quyền quyết định cũng không biết đến cùng mạnh đến mức nào, hoặc là nói bọn hắn căn bản cũng không thèm để ý, nhưng Lý Hạo đối với cái khác Tam Đại Liên Bang kẻ trúng tuyển tạo thành áp lực trong lòng cũng không có theo thời gian toàn bộ tiêu trừ. Người khác sẽ quên, sẽ khinh thị, nhưng làm lúc ấy trong lớp thiếu niên chính yếu nhất chiến lực một trong, mà xích cùng người kia đối kháng chính diện qua nhiều lần, nhiều năm như vậy. Không bao giờ cũng không có quên, có lúc thậm chí sẽ ở trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Loại này không phải người bộ pháp, chỉ có hắn có thể làm đến. "Đội trưởng, ai vậy? Cái này trang bức." An biểu môi, "Vậy mà chính mình đại tỷ đầu đi hắn chỗ ấy mà Ti Tita thản nhiên nói, xem ra sự tình so tưởng tượng còn nghiêm trọng. "Chúc mừng con rối tuyển thủ, thu hoạch được Rosso cơ sở kiểm tra, ác mộng ép đánh giá." Đến từ EMP Tứ đại liên bang toàn hệ thống công tần thông báo. "Con rối tuyển thủ" hoàn thành grosso cơ sở kiểm tra ác mộng thủ thông cũng thu hoạch được trên cùng s đánh giá grosso cơ sở kiểm tra ác mộng đem hoàn toàn mở ra hoàn nghênh đến từ tứ đại liên bang tuyển thủ thử nghiệm vốn đang đang huấn luyện có tại người khác trực tiếp nhìn thấy tin tức này thời điểm đều kinh ngạc đến ngay người ác mộng là cái quỷ gì s lại là cái gì quỷ tại emp trắc định bên trong cấp s chính là khủng bố tồn tại cái này không tồn tại may mắn, thực lực không bằng, dù cho mài hơn mấy vạn lần cũng giống như vậy, mà lại thử nghiệm số lần càng nhiều, tương đương với từ bỏ đánh giá. S, nói như vậy, ai ở trong trường quân đội thu hoạch được S, tương đương với thu hoạch được 4 năm phối ngẫu quyền. Không nói đi ngang cũng cơ bản không sai biệt lắm. S đánh giá vẫn phải có, S là thuộc về S đánh giá bên trong ngàn dặm mới tìm được một, tại EMP tồn tại trong lịch sử phàm là cầm tới ép đều là nhân loại cơ giáp thế giới nhân vật phong vân, các đại quân trường học đại biểu, đều không ngoại lệ. Trang Chu hai tay đột nhiên một chù yên ngực, đông một tiếng, làm ra một cái ông thế giới tư thế, đến từ tứ đại liên bang các bằng hữu, hoan nghênh các ngươi đến, các ngươi chứng kiến chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả con rối thần, cơ giáp chiến thần. Điên cuồng, triệt để điên cuồng. Thiên kinh EMP đại sảnh đã biến thành cuồng hoang hải dương, một đống người bao vây Trang Chu, đem Trang Chu ném lên, giữa không trung Trang Chu yên nguyên không quên vẫy tay, cùng người khác không giống, cái này không chỉ là con rối thần, đây là đội trưởng của bọn họ, là bọn hắn thiên kinh cơ võ đội trưởng, giờ khắc này, toàn thế giới, thiên kinh cơ võ là nhất hẳn là treo hò. Phòng trực tiếp nổ tung, nhân khí trực tiếp phá 60 triệu, còn đang lên cao quá trình, EMP toàn chiến khu thông báo, Rosso, S, ác mộng độ khó, con rối bộ nháy mắt bên trên hot sớt Một chiếc vũ trụ pháo đài hạ xuống phòng trực tiếp. Khán giả nháy mắt thu lại, nhưng hỏa nam khó chịu là, không ai phản ứng hắn, một cái vũ trụ pháo đài đều kích không dậy nổi bất luận cái gì bọc nước. Hỏa nam không phải không muốn tìm điểm phá phun cùng vấn đề, nhưng hắn cảm thấy lúc này tốt nhất vẫn là ngầm miệng, hắn cũng không muốn bị nhân đạo hủy diệt, người sao hỏa là cương, không phải xuẩn, chẳng lẽ đối diện thứ quỷ này thật không phải là người. Lý Hạo nghe phía ngoài reo hò, kỳ thật phòng huấn luyện đều là làm cách âm, nhưng lần này thanh âm thực tế quá lớn, rất nhiều người đều đến trong đại sảnh. Lý Hạo vội vàng đoạt hồng bao. Theo mở ra tuấn lãng tâm tình bay đi, nhà, cái gì vận may, ba lông năm phần, có lẽ có cả. É, có chút chơi lớn, hắn trước kia tại giả lập khu đã xông qua một lần, chỉ có điều giả lập hình thức xuống không tính đẳng cấp đánh giá, vốn cho rằng làm cái ép liền không sai biệt lắm bỗng nhiên lý hạo lại đắc ý cười cũng tốt nhớ kỹ đây là có tiền thưởng có thể mang a à du du ăn chút tốt lão lục chuỗi cái gì cảm giác cũng không tốt lắm điện thoại vang là robi lúc này khẳng định là hắn ai nha nhì ca cái này cái gì a à, quá ngưu bức có thể xưng vô giải không dự phán né tránh a à, ngưu bức plus luyện thế nào robi hứng thú bừng bừng trốn ở trong góc nói lấy thân thủ của hắn nếu như có thể luyện thành cái này, sự tử châu Mỹ năm nay nhất định có thể lên một bậc thang. Lý hạo tay tại điên cuồng điểm, hệ thống cũng phát hồng bao, nải nải, càng đen, một phân tiền đều không có cướp được, đây đều là cái gì tốc độ tay A, A. A, ngươi sẽ không sao. Robi lông mày đều tại rút rút, nhị ca, nói tiếng người được không, ta muốn học loại này không phải người bộ pháp. A, cái kia đừng đem mình làm người là được, ta có việc bận vội vàng đâu nói Lý Hạo treo điện thoại, mở to hai mắt nhìn. Đợt thứ hai hệ thống hồng bao mưa đến, mẹ kiếp, vén tay áo lên mở làm. Một lông sáu. Có độc A. Lý Hạo phẫn nộ, đây tuyệt đối là trần trụi nhằm vào, tuyệt đối không thể nhìn. Khiếu nại. Một cái ép đánh giá, không thiếu được bị các lộ cao thủ bình luận, cái này phân tích video là thiếu không được, làm phân tích video cũng tốn hao một chút thời gian, nhưng là vừa vặn cho khán giả sung sướng một chút, VIP trong phòng trực tiếp cũng đột phá 65 triệu, trong đó người sao hỏa vậy mà chiếm một nửa, đại khái muốn nhất hiểu rõ ngươi, chính là của ngươi đối thủ. Nhất quán thích chửi bậy. Trừ hỏa tinh chiến sĩ đều không phải người người sao hỏa lần này cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này tại Rom là rất hiếm thấy, một cái cái khác liên bang chiến sĩ, trừ phi hiện ra siêu phàm chinh phục lực mới có thể có đến Rom tán thành, mà muốn để trong tôn kính càng là khó càng thêm khó. Con rối một trận chiến này, thật là phá vỡ người sao hỏa nhận biết. Phân tích video đến, phòng trực tiếp nhân khí còn đang tăng thêm, trang chu cùng hỏa nam đều trở lại trên vị trí, trang chu lần này cũng không có trào phúng cái gì, đây không phải phong cách của hắn. EMP đối với S vẫn là vô cùng tôn trọng. Bởi vì hoàn thành thủ thông, trên cùng đánh giá, cho nên an bài các loại trứng màu cùng hồng bao mưa đồng thời cũng giới thiệu Grosso cơ sở khảo nghiệm ác mộng hình thức yêu cầu chính là thông thường hình thức 59 giây trong vòng nhưng là rất nhiều người đều là tại một phút đồng hồ thời điểm liền cho rằng đến cực hạn kỳ thật hoàn toàn có thể đột phá một chút Grosso bản thân liền là một cái truy cầu cực hạn người Lý Hạo xoa xoa tay a khí chuẩn bị đoạt hồng bao thời điểm điện thoại lại vang bất đắc dĩ tiếp lên nhị ca con mẹ nó ngươi quá mạnh cái này đã nghiền ta thích a. À. S không đùa, S vẫn là có thể làm một cái, ngươi nghĩ như thế nào a? À? 60 giây chính là cực hạn, ta thử qua nhiều lần a, à? sớm biết liền mài mài một cái, vậy sự phát hiện này liền bị ta đoạt. Đép hưng phấn cùng thổ lỗ. Lý Hạo gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nha, lần này nhất định phải mở bạo kích đi ra. Nhị ca, nhị ca, đừng không để ý người a, à. 59 giây có cái gì bí quyết không? Nói một chút đép muốn làm cái thứ hai thông qua người còn có cái gì so hỏi nhị ca càng đáng tin cậy a à, không có a à, giống như thử một chút liền hơn 50 giây đi lý hạo nhìn trên màn ảnh hồng bao mưa đến ngược cái gì cái gì nhị ca ngươi có phải hay không đang lừa dối ta túc 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 lý hạo treo lời này lao trước kia chính là hiện tại cảm giác nghiêm trọng hơn oa wow, hồng bao mở, xông lên đi thiếu niên thân ái người nhà nhóm, giải quyết, sáu chương đưa lên, cầu một tấm nguyệt phiếu mặt dễ thương. Chương 133, đến cùng duỗi không có vương đầu lưỡi. Canh thứ bảy vì hai vị siêu cấp Âu Hoàng tăng thêm. Toàn bộ thông quan quá trình chia làm hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chỉ cần là khảo nghiệm chiến sĩ đa tuyến chú ý lực tập trung độ, cùng thân thể cường độ phải chăng theo kịp, tiêu hao cùng thật là khó khăn vô cùng đảo ngược thiểm kích là một cái mạch suy nghĩ vấn đề chỉ cần có người khai phát đi ra có thể làm đến người vẫn phải có tại có thể tiếp nhận phạm vi giai đoạn thứ hai tiến một bước tăng giá cả nhất là đối với bắt chước ngụy trang phân biệt cần con ngươi trên năng lực có tăng lên tại kepler cùng cự trùng tao ngộ chiến bên trong bắt chước ngụy trang đối với nhân loại tạo thành rất lớn bối rối cùng thương vong mà tại các đại liên bang siêu cấp cơ giáp nghiên cứu phát minh bên trong cũng gia nhập cái này một khối cho nên phân biệt bắt chước ngụy trang phi thường trọng yếu một chút siêu cấp cơ giáp là phân phối phân biệt công năng nhưng hiển nhiên khải long đúng đúng không có các loại bộ pháp cùng kỹ xảo sử dụng là siêu cấp chiến sĩ phạm trù rất tú đối với nhiệt độ cao ngăn cản thân thể chịu đựng độ cũng đều là trên cùng yêu cầu kỳ thật chính là tiến một bước tuyển lọc chiến sĩ thông thường cùng siêu cấp chiến sĩ tại giai đoạn thứ hai bước cuối cùng thì là khảo nghiệm tâm tính cùng kinh nghiệm càng đến là cuối cùng càng nguy hiểm đạo lý này người người đều hiểu nhưng là thật đứng trước một khắc này thư giãn là nhân loại thân thể cùng tinh thần bản năng phản ứng dù cho trải qua huấn luyện cũng sẽ thư giãn nhưng là con rối không có nháy mắt nguồn sáng biến mất cũng không có ảnh hưởng đến hắn dự phán mà phía sau hai cái phi điệp nhỏ là nhị trọng thăm dò đột phá tâm lý phòng ngự ranh giới cuối cùng ranh giới cuối cùng đây là là siêu cấp cơ giáp chuẩn bị, đối với Khải Long đến nói là siêu tiêu. Bởi vì Khải Long trang bị tại cuối cùng kỳ thật không cách nào trúng đích hai cái phi điệp nhỏ, đổi thành một chút vũ khí phối cấp cao hơn siêu cấp cơ giáp là có thể làm được, Rosso kiểm tra mặc dù biến thái, nhưng nhưng thật ra là hợp lý, ý đồ của nó chính là đột phá nhân loại tư duy cố hóa, khiêu chiến cực hạn. Màn hình lớn dừng lại tại Khải Long chiến cơ, tì la dè một kích trúng đích là không sai, lựa chọn là khoảng cách khá xa cái kia đĩa bay, Titan Đao là không nghĩ tới, lựa chọn là khoảng cách tương đối gần cái kia, trong này có một chi tiết phán đoán sai lầm, hoặc là do dự, đều kết thúc. Đương nhiên độ chính xác là cơ sở. Ống kính cho đến Khải Long, cơ giáp tay trái lắc một cái, Titan Đao liền bay ra ngoài, sau đó liền xoay người, tự hồ đã biết kết quả. Màn hình lớn dừng lại, cho đến nổi bật đặc biệt, cái kia tự tin quay người, xoái đến bạo không hề nghi ngờ, một màn này lại là vô số dưới người chở giấy dán tường. Sau đó mấu chốt nhất đến, Grosso cơ sở khảo nghiệm cuối cùng năm giây sinh tồn kiểm tra, đây không phải muốn khảo nghiệm cái gì, mà là Grosso thiết định nhân loại di động xuống cực hạn thăm dò, bởi vì hắn cũng không biết lấy nhân loại trình độ nên như thế nào đi né tránh, chỉ là tồn tại trên lý luận khả năng. Con rối cho ra đáp án, như là con rối né tránh phương thức tứ chi siêu cấp không cân đối cùng làm trái nhân loại bản năng di động phương thức để dày công tính toán phong tỏa triệt để thất bại đương nhiên đây chỉ là biểu tượng chỉ là làm ra động tác còn hoàn toàn không đủ còn cần đối với công kích tiến hành dự phán kinh nghiệm phong phú cùng trực giác đây là một loại chiến sĩ loài người có khả năng đến đỉnh phong mà có một người như vậy dùng khải long cơ giáp làm được đây cũng là hệ thống chịu đặc biệt cho ra ép nguyên nhân có người nhìn qua một lần có người thì vừa tới, vẫn là để người nghẹn họng nhìn trân trối, trên mưa đạn trừ dấu chấm hỏi, chính là con mẹ nó. Khải Long chiến sĩ, vào đúng lúc này, giống như là từ thượng đế điều khiển đề tuyến con rối, kia là quỷ sâu mượt mà cảm giác. Thần chi con rối bộ sinh ra. Trang Chu cùng Hỏa Nam đều không có làm qua nhiều tân trang, bởi vì đã không cần, không thể nói siêu việt hết thảy, nhưng con rối bộ đã xếp vào nhân loại cơ giáp đã có di động phương thức cấp cao nhất một đường hơn nữa còn là từ không sinh có sáng tạo cái mới không có bất luận cái gì cái khác cơ sở bộ pháp vết tích giờ khắc này hỏa nam cảm thấy lão bản cho tiền cũng không tính quá nhiều đối thủ của hắn rất có thể phía sau có khủng bố thế lực chèo chống đối phương không lộ diện càng có thể có thể là liên minh cấm chỉ người cải tạo người nhân bản thậm chí người nhân tạo hắn đây là tiếp nhận một cái tương đương gian khổ nhiệm vụ phải làm sao mới có thể nhằm vào một chút hắn đâu phải có hiệu nhưng lại không thể quá mức liền sau màn lão bản cũng không nguyện ý ra mặt, có thể nghĩ, hắn chỉ là muốn. Kiếm tiền, cũng không muốn đem mệnh góp đi vào, cho nên trên mạch suy nghĩ phải chú ý tiêu chuẩn. Lý hạo hạ tuyến, hắn có chút không vui, nhiều như vậy hồng bao, trừ hỏa năm cái kia cướp được một bữa cơm tiền, cái khác cộng lại vẫn chưa tới 10 khối, thật là phẫn nộ, hắn muốn trở về đi ngủ. Đồng thời, 3.000 phân cũng nhanh đến, ép thực tế là quá ra sức, hệ thống cấp cho cái này vượt quan đánh giá phi thường cao. A à, du, du cũng tại sáng tác bài hát, lúc đầu muốn cùng Tita biểu tỷ nói chuyện phím, nhưng là biểu tỷ bề bộn nhiều việc, ở giữa còn bị cô cô căng dặn một trận, bất quá thông qua điện thoại thấy được nàng tại trong phòng ngủ rất ngoan, cô cô bên kia rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Để nàng không nên chạy loạn khắp nơi, ban đêm sẽ tùy thời điện thoại tra cương vị. A à, du, du cũng là chột dạ, nàng cũng biết, nếu như bị cô cô phát hiện, dù cho sẽ không lập tức về mặt trăng, cũng sẽ đem nàng an bài đi địa phương khác. A à, Du Du, vừa mới đang làm gì, có phải là lại bị lão cô cô tra cương vị rồi? Ti ta điện thoại đến. Cô cô bất lão A. À? A à, Du Du nhìn không được cười nói. Nàng tâm tính lão, ông cụ non, cả ngày nghiêm mặt. Công tác cần, đúng, cùng ngươi nói sự tình thế nào, cùng chúng ta thiên kinh cơ võ luận bàn một chút. A à, Du Du cười nói. Chật chật, cái này liền biến thành chúng ta. A-du-du, à, du, ta tra một chút, cái này chiến đội hơi yếu, bên trên một trận tư cách thi đấu có vẻ như vẫn được, như vậy đi, chờ bọn hắn đánh thắng U-đơ học viện, đến một trận cũng có thể. Ti-ta cười nói. Quá tốt, quay đầu mời ngươi ăn điểm tâm ngọt. A-du-du à, du đắc ý nói, học trưởng biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Ti-ta khoát khoát tay, cái này không trọng yếu, các ngươi đến bước nào rồi? nghe a du du nói xong ti ta lập tức hưng phấn wow có thể a à, a du du nhìn không ra ngươi rất đột nhiên nha chủ động xuất kích thế nào ẩm ướt hôn tư vị thế nào thế nào vương đầu lưỡi không a du du mặt đỏ lên làm sao so với mình còn hưng phấn ti tỷ, ta không có chủ động xuất kích xấu hổ cái gì ngươi có thể như thế tự do yêu đương cơ hội khả năng cứ như vậy một lần đừng đổi chủ đề đến cùng duỗi không có nói một chút còn có hắn nơi nào tương đối đặc biệt, ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng chịu đựng. Ti ta bát quái chi hồn đã cháy hừng hực, cái gì ngay thơ nữ thần, trong trắng thánh nữ thiết lập nhân vật, kia là người sao, bình thường nữ hài tử đều có thất tình lục dục, nam nhân hiếu kỳ, nữ nhân càng hiếu kỳ, ta cũng nói không rõ ràng. A à, Du Du đương nhiên gặp qua rất nhiều ưu tú soái khí nam sinh, thế nhưng là Lý Hạo cảm giác là đặc biệt nhất tita biểu lộ nghiêm túc lên a à, du du mặc dù cơ hội khó được nhưng ngươi cũng không thể vì sống mà sống ngươi nhà đầu này quỷ tinh quỷ tinh nhất định ẩn giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật thẳng thắn sẽ khoan hồng người này có phải là có cái gì cái kia tuyệt chiêu a à, du du cắn cắn tiểu bạch nha tita tỷ, nghĩ gì thế ngươi lại sắc tình tita nở nụ cười trêu chọc ngươi tiểu bảo bối ngươi khoan hãy nói ta đối với vị này thiên kinh cơ võ đội trưởng thật đúng là có như vậy điểm hứng thú, ta nhìn hắn dài cũng còn có thể. Nhưng nếu nói soái đến khả năng hấp dẫn ngươi, ta vẫn là có chút không tin lắm, chẳng lẽ là hôn kỹ xảo tốt. Cuốn một vòng lại vòng trở về, nhưng là a du du cũng không tiếc. Không phải loại kia, nhưng thật ra là ta vừa thấy đã yêu, không biết làm sao, nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền phanh phanh nhịp tim, giống điện giật, hiện tại nhớ tới lúc ấy cùng cái hoa si đồng dạng a du du bụng mặt nói bí mật khẳng định là có nhưng không thể nói cho người khác biết Wow, thấy sắc khởi ý cái này còn không phải tuyệt chiêu ca tita mắt to trừng tròn vo nàng càng có hứng thú phải biết a du du hoàng kim ghen lộ ra tính là nhân loại mị lực phương hướng khả năng hấp dẫn nàng người này không đơn giản a à, tỷ nói cái gì đây a du du cũng nhìn không được dậm chân biểu tỷ cái gì cũng tốt, sắc cũng thật muốn mệnh, không cách nào tưởng tượng đây là cái kia đấu trường lạnh khốc vô tình bắt đầu thất tinh. Là thật tâm thích liền tốt, đến nỗi lão cô cô bên kia thật không cần quá để ý, cái gì niên kỹ làm chuyện gì, chẳng lẽ vì ác cái nghề nghiệp này còn cả một đời không yêu đương sao, dù sao ta ủng hộ ngươi, bất quá có một chút ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi là lấy A-du-du à du thân phận, còn là lấy ác thân phận đến nói, tiêu chuẩn phải xử lý rõ ràng. Đừng đem người ta đội trưởng mê thần hồn điên đảo lại vứt bỏ, cái kia USE một ngôi sao mới lại muốn vẫn lạc. Ta cũng không biết, chính là thích, cùng một chỗ thời điểm rất vui vẻ, cái gì phiền não cũng không có, mà lại sáng tác linh cảm đặc biệt tốt, cảm giác album mới có thế có đột phá. A à, Du Du cười nói, nghĩ tới Lý Hạo trong lòng chính là trang đây. Wow, đồ thật, vậy ngươi muốn cân nhắc lúc nào đem thân phận chân thật nói cho hắn, Bất quá một cái thiên kinh cơ võ đội trưởng thật là không chịu nổi ác bạn trai thân phận. Ti ta là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, Tô Ngọc vẫn muốn để ác duy trì nữ thần hình tượng. Nhưng đây là người làm sự tình sao, yêu đương không thể đàm, cùng bất luận cái gì khác phái phải, phải gìn giữ khoảng cách, quá bê tê, đương nhiên A Du Du chính mình nguyện ý là ngoại lệ. Ta cũng đang do dự. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, xe đến trước núi ác có đường, có tiến triển nhất định nhớ kỹ nói cho ta ta cho ngươi giữ cửa ải ti ta tỉ ngươi thật giống như chính là muốn nhìn náo nhiệt lời gì đem giống như bỏ đi ti ta vui tươi hớn hở nói bỗng nhiên biểu lộ trở nên ngưng trọng a à du du tại ti ta tỉ các ngươi đến cùng duỗi không có túc 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 biểu Chương 134, đỉnh đầu một tấm vải, địa cầu ta giàu nhất. Con rối hoành không xuất thế còn là gây nên tứ đại liên bang cơ giáp giới chấn động kịch liệt, phía trước cũng còn tốt, một cái ép, cùng độc bộ thiên hạ con rối bộ, triệt để phá vỡ rất nhiều cao thủ nhận biết, USE tại S10 về sau một mực trước sụt khí thế cũng, nói trắng ra, cơ giáp chiến rất lớn trình độ chính là chủ nghĩa anh hùng cá nhân thể hiện, mặc dù có đoàn chiến, nhưng những cái kia cường giả chân chính xác thực có thể lấy sức một người nghịch chuyển càng khôn. Chí ít, bởi vì S10 mà cho rằng u sơ như vậy vẫn lạc ý nghĩ dần dần biến mất. Mà địa cầu các đại quân trường học khí thế cũng không giống lắm, thần bí con rối tỷ lệ lớn là tồn tại tại nào đó cái trường quân đội, điều này cũng làm cho mọi người đối với năm nay S thi đấu tràn ngập chờ mong, dĩ vãng loại kia quỳ liếm núp phong trào sát thực nhạt rất nhiều. Đồng thời mọi người cũng đối con rối tràn ngập chờ mong, một đường thắng liên tiếp, siêu cường tính ổn định, chỉ dùng khải hệ, tương đương bá khí ngưu bức, tràn ngập một cổ miệt thị thiên hạ khí thế, cái này rõ ràng chính là cố ý phải vì địa cầu cơ giáp cùng phi công chứng tên, mà hiệu quả chính là lây nhiễm không ít USE tân sinh. Bọn hắn có mới thần tượng, cũng không tại sùng bái mù quán mặt trăng gió. Bất kỳ một cái nào thời đại, thần tượng tấm gương tác dụng đều là rất trọng yếu, đem tấm gương thả ở trong tay người khác, để đối thủ chủ đạo, cái kia còn thừa lại cái gì khải báo tỷ lệ sử dụng thẳng tắp tăng vọt, mặc dù thuộc về độ khó cao cơ giáp, nhưng cái cơ giáp này xác thực không phải phế vật, tại rất nhiều tình huống xuống đều có ra sân khả năng, chỉ có thể nói, năm đó gia bác đại sư quá vượt mức quy định, đến mức lúc kia lý niệm còn theo không kịp, nhưng bây giờ, phi công tố chất thân thể hoàn toàn khác biệt. Mà lại có truyền ngôn, Hoàng Kim Dung dưới trạng thái khải báo có được sức mạnh đáng sợ. Không hề nghi ngờ, năm nay S thi đấu, khải báo nhất định là trong đó phải chú ý một cái cơ giáp. Con rối bộ đã bị chính thức định nghĩa, đây là thuộc về sáng tạo phạm trù, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể bắt chước được tới. Lớn như thế đỏ lớn tím con rối, nhưng không có người nhận lãnh cũng là một kiện kỳ hoa sự tình, kỳ quái chính là, một chút hẳn là người biết cũng bảo trì im miệng không nói. Thời gian kế tiếp, Lý Hạo dẫn theo thiên kinh cơ võ chiến đội bắt đầu bắn vọt huấn luyện. Sử tử châu Mỹ thành chuyên môn bồi luyện chiến đội, bởi vì Roby quan hệ, sử tử châu Mỹ các đội viên thật là quá nể tình, dù sao hai cái chiến đội xếp hạng khác biệt rất lớn, vì đối phó Uder học viện, sử tử châu Mỹ chiến đội còn chuyên môn bắt chước Uder học viện phong cách tác chiến để thiên kinh chiến đội đến thích ứng. Khoảng thời gian này cũng là vũ tàn bọn người tiểu vũ trụ bộc phát thời gian, vũ tàng cùng chu nại nhất liền không cần nói, nội tình vốn là tốt, ý thức phương diện càng là đột nhiên tăng mạnh hoắc ưng không cần phải nói, toàn bộ thiên kinh cơ võ chăm chỉ nhất tự tin nhất tồn tại. Tả tiểu đường cũng rất cố gắng, không phải là bởi vì chính hắn có bao nhiêu chăm chỉ, mà là một ngày nào đó, Lư Dĩnh nói câu, nghiêm túc nam nhân đẹp trai nhất, sau đó tả tiểu đường liền này, Mã Long đồng học không cần lo lắng, hắn là người thông minh, ngã một lần không hơn một chút, hoặc là đừng ở chỗ này cái trong đội ngũ, hoặc là phải cố gắng một điểm, nếu không hắn sẽ so cao vân phong thảm nhiều lắm. Chủ nhật, đám người chờ xuất phát đi tới sân bay, lần này là sân khách tác chiến, trừ đội viên, A à du du bọn người cũng có thể tiến về u đơ cấp A học viện quân sự, cũng nên có rồi rồi đội. Điểm này Long Hiệu trưởng vẫn là vô cùng khí quyển, chỉ có điều, khoan hạn nhất là không cần nghĩ, khoan phổ thông chen một chút. Chen một chút. Tốt. U đơ học viện quân sự tọa lạc ở thời đại trước Trung Đông khu ức sắc thành, năng lượng ánh sáng thành thị, sa mạc ốc đảo, có được độc nhất vô nhị cảnh sắc, cũng là địa cầu liên bang phi thường trứ danh du lịch thắng địa. Nữ sinh nhau nhau mang lên nón mặt trời, cực đại kính trăm, mát lạnh quần áo, thật trắng mặt trời, nếu như không phải tư cách thi đấu áp lực, tâm tình của mọi người sẽ phá lệ khác biệt, nhưng giờ khắc này, vũ tang Chu nại nhất bọn người trên mặt nhưng không có nhẹ nhõm, a à, du du bọn người cũng không có dạo chơi tâm tư, hết thảy đều muốn ngày mai ra kết quả. Thành bài ở một lần này, Vô luận có được cái dạng gì tiềm lực, một khi bị đào thải, một năm liền đi qua, mà sang năm, vũ tàn bọn người liền năm thứ ba đại học, không nói trước năm nay thành tích như thế nào, thiếu một năm ép thi đấu kinh nghiệm, sang năm vẫn là người mới, cái này cùng tổn thương trọng vĩnh không có gì khác biệt. Chớ hy vọng ở trên ép thi đấu đột nhiên cuộc khởi, cái gọi là hoành không xuất thế, đều là trải qua ma luyện cùng chuẩn bị tích lũy đi ra. Thiên kinh cơ võ hiện tại quá khiếm khuyết kinh nghiệm, mặc dù có lý hạo cái này định hải thần châm, xác thực mạnh, nhưng đây là khảo nghiệm toàn bộ đoàn đội lực lượng, không nghe nói có thể dựa vào một người không đâu địch nổi. Trước mắt tứ đại liên bang mạnh nhất chiến đội trừ có một cái siêu cường giả dẫn đầu, kỳ thật đội viên thực lực không có chút nào kém, liền cầm bắt Mỹ khu Bắc các lô thi đấu, châu Âu khu kỵ sĩ bàn tròn, siêu tân tinh cũng đều chỉ có thể làm dự bị, cái này lượng cấp khác. Biệt. Đương nhiên hiện tại thiên kinh cơ võ không cần cân nhắc nhiều như vậy, đánh bại Solomon xuất lĩnh Uder học viện. Cầm tới ra trận khoáng chính là trước mắt trọng yếu nhất. Mà Uder học viện đã thu hoạch được một thắng, kỳ thật trận này thắng bại hoàn toàn là vinh dự chiến, bọn hắn đã thu hoạch được trong quý tập huấn tư cách, đương nhiên đừng tưởng rằng dạng này người ta liền sẽ nhường, dù sao cũng là sân nhà tác chiến, bại bởi xếp hạng thấp nhiều như vậy thiên kinh cơ võ thế nhưng là một kiện rất mất mặt sự tình. Mới ra sân bay, hai cái màu lúa mì da thịt, dáng người gợi cảm nóng bỏng nữ sinh Chính dơ bản hiệu hoan nghênh thiên kinh cơ võ chiến đội chủ yếu là quá cao chọn toàn thân trên dưới đều tràn đầy tràn ra thanh xuân sức sống muốn không chú ý đều không được đám người hai mặt nhìn nhau cái này đã ngộ giống như không giống lắm a à, dù sao thịnh mạng ngay tại bên người mã long hung hăng nhìn hai mắt dị vực phong tình mím môi hừ viên đạn bọc đường muốn tan rã chúng ta đấu chí các huynh đệ đừng lên làm xin hỏi là lý hạo đội trưởng sao hai nữ sinh vừa nhìn thấy đám người liền vẽ mặt tươi cười tiến lên đón. Ta là Lý Hạo, chúng ta là U Đơ Học Viện, chuyên tới để nghênh đón các ngươi, mời đi theo ta đi, xe đã chuẩn bị tốt. Cửa Phi Tường ngừng lại một cổ dài hơn màu vàng toàn chui mung la từ lơ lửng. Dù là tiểu phú đời thứ hai Mã Long đều mắt trợn tròn. Đây là tiếp chúng ta. Đúng vậy, đội trưởng của chúng ta nói, các vị đều là quý khách đáng giá tôn kính đối thủ hai nữ sinh cười nói mời đi các vị nơi ở đều đã an bài tốt có bất kỳ nhu cầu đều có thể nói với chúng ta mã long cùng cái chưa thấy qua việc đời vùng trộm sờ soạn một cái kim cương mù ai cái gì hào trong xe bố trí liền lại càng không cần phải nói lục địa khoan hạng nhất chu nại nhất bọn người vẫn tương đối cẩn thận dù sao lần này tới không phải du ngoạn đối phương càng như vậy càng là phải cẩn thận lúc này phía trước tấm che chậm lại đỉnh đầu một tấm vải soái ca quay đầu lại hi chư vị lại gặp mặt lý ca hoan nghênh đến ức sắc thành solomon lái xe chính là trước xung quanh đi qua thiên kinh solomon mã long trừng mắt nhìn solomon solomon ngươi sẽ không phải là họ mohammed a hai nữ sinh cười lộ ra hàm răng trắng loãng solomon gật gật đầu chê cười trong nhà đều là dạng này không có phẩm phong cách không phải muốn cố ý tuyển như thế cái xe, cái này tương đối thực dụng. Mã Long trợn trắng mắt, người này có phải là đối với thực dụng có cái gì hiểu lầm? Ngươi thật là vương tử. Lưu Dĩnh cũng không nhìn được hỏi. Đây là trên địa cầu thổ hào họ. Solomon cười cười, thứ sáu thuận vị thôi, chưa vị, xuất phát. Đây là đội trưởng của chúng ta điện hạ lần thứ nhất làm lái xe a, Lý Ca mặt mũi quá lớn hai nữ sinh cũng là hiếu kỳ đánh giá lý hạo cái này thiên kinh cơ võ đội trưởng xem ra cũng không có gì đặc biệt hil lơ lý ca cũng không phải ngươi kêu không có ý tứ a à, các nàng không hiểu quy củ solomon bỗng nhiên nghiêm túc nói chúng ta ức sắc thành rất đẹp ngày mai đánh xong mọi người có thể thật tốt dạo chơi một chút hil lơ giật nảy mình bởi vì nàng biết đội trưởng bình thường đều rất hiền hòa rất ít có nghiêm túc thời điểm một khi nghiêm túc nói rõ cũng không phải là tại nhìn trò đùa lý hạo đội trưởng thật xin lỗi ta không phải cố ý Lơ vội vàng nói xin lỗi đám người sững sờ mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem lý hạo cái gì đồ chơi hoàng đế sao vì cái gì không thể tùy tiện gọi chu nại nhất nhíu mày solomon đội trưởng người đây là bậy cái gì chiến trận chúng ta thế nhưng là đối thủ ha ha nại một học muội chớ khẩn trương, chúng ta là đối thủ cũng là bằng hữu, tranh tài nhất định là sẽ dốc toàn lực ứng phó, bất quá chúng ta cũng không có niềm tin quá lớn. Nặng tại tham dự. Solomon thản nhiên cười nói, xoáy khí tiền nhiều. Mã Long có chút chua, đến trình độ này mới là tiền giấy năng lực A, hắn cũng muốn có được một cái dạng này khăn trùng đầu. Ông một vệt sáng hạ xuống, toàn bộ xe biến thành trong suốt, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, có thể thưởng thức duyên dáng sa mạc ốc đảo, hiệu suất cao toàn năng lượng ánh sáng thành thị, loại này sạch sẽ thật là những thành thị khác xa xa không cách nào so, trên đường đi Solomon hóa thân hướng dẫn du lịch, làm vương tử, triết học, nghệ thuật cùng lịch sử là môn bắt buộc. Dạng này hướng dẫn du lịch nói lên cố sự đến khẳng định là không giống tư vị, tất cả mọi người không chịu được trầm tĩnh lại. Đi tới Uder học viện, đây cũng là use công trình tốt nhất học viện đúng vậy so to học viện còn tốt hơn nơi này không có cái khác chính là có tiền thời đại trước chính là trung tâm nhiên liệu về sau tại nguồn năng lượng chuyển đổi trong quá trình đặt cửa thành công mặc dù không tại khống chế nguồn năng lượng nhưng cũng là địa cầu liên bang tập đoàn năng lượng đại cổ đông dù sao nằm là được rồi u đơ học viện chính là một tòa trong ốc đảo vũ trụ thành toàn tự động hóa Nơi này cũng là hấp dẫn đến từ Thái Dương hệ nhân tài, mà lại phạm là đến, học phí toàn miễn, học sinh xuất sắc còn có cái này kết xu học bổng, phương diện này chỉ có mặt trăng mấy cái học viện có thể so sánh. Solomon cũng biết ngày mai còn có tranh tài, quan hệ đến thiên kinh vận mệnh, an bài tốt về sau cũng không có dông dài. Solomon bọn người vừa đi, mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, nơi này không khí thực tế quá dễ chịu, không cẩn thận cũng nhanh đem ngày mai quyết chiến đều cấp quên. Sông bào thai. Mã Long bỗng nhiên bốc lên một câu. Cái gì sông bào thai? Cái kia hưu lơ. Sinia, là sông bào thai. T. Chương 135, Người bình thường tư vị, canh hai. Mã Long tao ngộ thịnh mạng độc vặn công kích, đám người còn tưởng rằng hắn có cái gì phát hiện lớn đâu, hiển nhiên dọc theo con đường này đều không có làm chính sự dù sao vì vực phong tình nhất là lắc lư a mọi người trước thu thập một chút sau đó làm cuối cùng trước khi chiến đấu chuẩn bị chu nại nhất nói vô luận solomon có phải là cố ý nhưng hiển nhiên đã ảnh hưởng đến trạng thái cần thu thập một chút tạp niệm mỗi người đều là một trăm bình phòng đơn trong tủ lạnh các loại đồ ăn đầy đủ mọi thứ thật không có cảm giác đây là cái học viện càng giống là khách sạn năm sao phòng vừa mới nếu không phải sợ mất mặt, Mã Long đều nghĩ trên xe chụp ảnh giữ đừng bức. Tả tiểu đường nằm ở trên giường không muốn động, các nữ sinh đương nhiên đang quay chiếu. Chu Nại Nhất đã đến phòng tác chiến, Lý Hạo cũng tại, trên màn hình lớn tư liệu đã liệt ra, kỳ thật mấy ngày nay nghiên cứu nhiều lần, nhưng hôm nay còn phải một lần nữa chải vuốt một chút. U -đơ chiến đội, đội trưởng Solomon, số 3 vị, đại nhị, EMP số 3 vị cao nhất xếp hạng thứ 8. Hoàng Kim ghen lộ ra tính vì đa tuyến tinh vi khống chế dị năng am hiểu cơ giáp, Minh Vương Akalantha phó đội trưởng La Tính. Số một vị, Đại Nhị Long Thần Tê, là gia thương truyền nhân, EMP số một vị cao nhất xếp hạng thứ 15. Xét, số năm vị, năm bốn, Hồi Sắc Tử Thần, EMP số năm vị cao nhất xếp hạng 32. Kester, số hai vị, Đại Nhất Ngân Hồ Chiến Cơ, EMP số hai vị cao nhất xếp hạng 18. Milton, số 2 vị, năm 4 ngân hồ chiến cơ, EMP số 2 vị cao nhất xếp hạng 35 trong đó Solomon, tính, Kessler đều là siêu tân tinh, theo chỉnh thể đội hình phối trộn bên trên, Uder chiến đội muốn sau Galileo cao hơn ra một cái cấp bậc, mà lại phối trí càng tốt hơn, tương lai trưởng thành độ cũng càng cao. Solomon làm đội trưởng cũng không phải bởi vì hắn là vương tử. Tại cạnh tranh kịch liệt nhất số 3 vị, có thể tiến vào trước 19 là một kiện chuyện rất khó, muốn lấy được cái bài danh này, ít nhất phải có thể bảo trì một vòng mới có thể đưa vào thành tích. La tính có thể đem Long Thần Tê thao tác thành cỡ trung cơ giáp khủng bố chiến sĩ, cổ võ truyền nhân, mặc dù không thuộc về ngũ đại gia tộc, nhưng thương pháp đúng là nhất tuyệt, cũng là u đơ học viện trọng kim đào gốc đưa vào cao thủ. Kester lại là một thiên tài tiên phong, cùng dạ đồng bọn người, là tại cơ giáp lớp dự bị đều dự định siêu tân tinh, hoàng kim ghen lộ ra tính vì phản ứng hệ thuộc về phi thường chất lượng tốt năng lực. Xét cùng miêu tần thì là kinh nghiệm lão đạo, đoàn đội hình tuyển thủ, toàn bộ Uder học viện phối trí tương đương ưu thế, mà lại tỷ lệ lớn đơn đấu thi đấu sẽ có Solomon, là tính cùng Kester xuất chiến, ở phương diện này vẫn rất có tự tin. Các đội viên đều đến, chu nại nhất còn là cường điệu tâm tính, đối thủ muốn mạnh mẽ hơn Galileo không ít, lấy thiên kinh cơ võ tình trạng trước mắt, chỉ có liều mạng mới có thể thu được một chút hy vọng sống kỳ thật lúc này Mã Long bọn người cũng đều tỉnh táo lại, Mã Long nói chêm chọc cười cũng là làm dịu tình trạng khẩn trương. Cũng không phải là thật sẽ bị trước mắt hoa hoa thảo thảo làm cho mê hoặc, mỗi người đều rất rõ ràng ngày mai chiến đấu ý vị như thế nào. Một đêm trôi qua, bình minh, đương triều mặt trời mọc, u đơ học viện đẹp thật là để người say mê, Lý Hạo ngủ rất say sưa, nhưng Mã Long bọn người đã rời giường, bọn hắn ngủ cũng không hương, đến nỗi tả tiểu đường, mất ngủ. Mã Long rửa mặt xong, lấy mái tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, nhìn xem trong gương xoái khí chính mình, ba cho má trái một bàn tay, Mã Long, ngươi là tuyệt nhất, giết chết bọn chúng. Tả tiểu đường thì tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Trong tay đều nắm một quyển áp phích, trong miệng thần thần đạo đạo không biết đang nói cái gì, đại khái là nhị thứ nguyên chú ngữ đi. Chu nại nhất cuối cùng nhìn một lần tất cả đối thủ tình báo, nhắm mắt dưỡng thần, giống như là muốn toàn bộ tiêu hóa đồng dạng vũ tàng thì tại làm luyện công buổi sáng bền lòng vững dạ đối với thời khắc đều đang chuẩn bị chiến đấu người mà nói chiến trường là một loại hưởng thụ hắn hy vọng đụng tới cường đại đối thủ hoắc ưng còn đang ngủ khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý còn tại chảy nước miếng mười giờ sáng u đơ thánh hỏa sân thi đấu vạn người sân thi đấu đã ngồi đầy tới gần xích đạo ức sắc thành vốn nên là phi thường nóng bức nhưng tại Thánh Hỏa sân thi đấu lại là 20 độ nhiệt độ ổn định. Sân nhà bầu không khí không thể nghi ngờ là siêu cấp nhiệt liệt, không muốn trong lòng còn có bất luận cái gì may mắn, đối phương đã tấn cấp liền sẽ cố ý nhường, đây không phải tồn tại, Solomon bọn người đã sớm trận địa sẵn sàng, thiên kinh cơ võ phân tích đối thủ, đối thủ càng là đem thiên kinh cơ võ phân tích không mảnh vải che thân, lý hạo, vũ tàng, chu nại nhất là số một uy hiếp, sau đó trực tiếp rơi một cái cấp bậc. Mã Long, Tả Tiểu Đường cùng Hoắc ưng, tại U Đơ Học Viện xem ra là căn bản không đủ tư cách tham gia ép thi đấu. Có lẽ tại vị trí của mỗi người đều có như vậy điểm thiên phú, nhưng thật thiếu hụt quá rõ ràng. Cho dù là có thể đánh ra đường vòng cung thương Tả Tiểu Đường, kỳ thật cũng là vướng víu. Một tay đường vòng cung thương cũng không thể đại biểu cái gì. Dù sao đối thủ không phải biên ngắm, chính là đứng ở nơi đó để ngươi tú kỹ thuật. Nhưng là cứ như vậy một cái chiến đội lại làm cho Uder học viện phi thường đau đầu, chỉ ít Solomon không cách nào chế định một bộ có nắm chắc chiến thuật. Hắn biết Lý Hạo đang luyện binh, thậm chí tại ngoại nhân xem ra có chút cuồng vọng luyện, nhưng không có cách nào, chỉ cần hắn tại, liền có cái này lực lượng. Người chủ trì chính là hôm qua gặp qua Huler Cinia tỉ muội, bắt đầu giới thiệu song phương ra sân đội viên, cũng là bởi vì Uder chiến đội đã tập trung tập huấn, giới thiệu đến thiên kinh cơ võ thời điểm cũng nhận được không ít tiếng hoan hô đương nhiên nơi này không khí cùng thời tiết chính là nóng. Trong suốt bầu trời bao phủ, toàn bộ thánh hỏa sân thi đấu tiến vào ngưu bức 5 g 3 dê trực tiếp trạng thái, để mỗi một cái người xem đều có một loại thẩm thấu thức thể nghiệm. Cảm nhận cơ giáp chiến đấu cùng nhiệt. Theo Hewler gợi cảm huy động, trận đầu bắt đầu, tiên phong chiến, là tính VSC chu nại nhất. Tiên phong chiến quan hệ đến tiết tấu, đều nghĩ lớn tiếng dọa người, chu nại nhất trốt cục đăng tràn mà đối diện Solomon cũng đoán được lý hạo chắc chắn sẽ không trận đầu bên trên tỷ lệ lớn là áp tại trận thứ ba mà hắn cũng sẽ tại trận thứ ba ra sân không phải ai đều có cùng lý ca giao thủ cơ hội vừa nghĩ tới có được đơn giết lý ca cơ hội Solomon lại kích thích lại hồi hộp đúng vậy trước kia không có nhưng bây giờ ai cũng có cơ hội cơ chiến thắng bại chỉ là trong nháy mắt là người đều sẽ có sai lầm lầm dù cho một chi tiết bị bắt lại làm vương tử Solomon xuất sinh tức đỉnh phong, kỳ thật đại đa số người theo đuổi đồ vật hắn đều có, nhưng si mê cơ giáp về sau, hắn tìm đến nhân sinh mục tiêu, càng là phú hạo đối với hứng thú liền sẽ càng chấp nhất, tại thiên khải lớp thiếu niên, cái kia tụ tập toàn thái dương hệ tinh anh địa phương, trong lúc bất chợt, hắn cảm nhận được chính mình là người bình thường tư vị, cũng nhìn thấy thiên tài trong thiên tài. Trang cảnh, cử hình thời La Mã cổ đại sân thi đấu. Chu nại nhất, cùng phong linh thức, VSC La Tín, Long thần Tê, La Tín lựa chọn Titan thương. La Tín thành danh chiến là năm ngoái S thi đấu thời điểm, dùng Long thần Tê treo lên đánh người Titan cự thần binh, nhất chiến thành danh. Hai khung chiến sĩ cơ động tiến vào đấu trường, toàn trường tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, Long thần Tê Titan bá vương thương bắn ra, ông. Trường thương một trận, thương chỉ cùng phong linh thức. Chu Nại nhấc súng La Je ra khỏi vỏ, chiến đấu bắt đầu cùng phong linh thức động cơ oanh minh, giữ một khoảng cách, súng laser vần quanh bắn phá. Đổi thành vũ tàng khẳng định là trực tiếp vừa, nhưng chu nại nhất khẳng định sẽ trước lựa chọn đối với mình có lợi chiến pháp. Ti laser oanh minh, là tính lâm vào phòng ngự, cái này khiến la tính có chút căm tức, nhà, trang bức như vậy lộ mặt thời điểm vậy mà phòng bắn lén, quá không gia môn. Ti tan thuẫn làm tốt phòng ngự, kỳ thật thật luận hỏa lực, Long thần tê cũng có hỏa lực nặng, nhưng vậy làm sao có thế đã nghiền đâu, nhất là sân thi đấu loại này giao thủ. Áp bách tính phòng ngự, là tính vững bước trước ép, không ngừng rút ngắn khoảng cách, một khi tiến vào hữu hiệu công kích khoảng cách, chính là hắn phát huy thời điểm, Chu nại nhất cũng biết, dựa vào tia laser là khó mà tại loại tình huống này giải quyết, nhưng nên đi quy trình là nhất định phải đi. Vạn nhất có cơ hội đâu. Ma trận điểm xạ. Long thần tê két két một tiếng, oanh đỉnh lấy tia laser bạo đột vượt mức quy định, trực tiếp tiến vào công kích khoảng cách, tránh né hiển nhiên là không có đường ra, cái này đã tiến vào thiểm kích khoảng cách, cùng phong linh thức kiếm laser ra khỏi vỏ, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. La tính khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bá vương thương quét ngang. Làm. Cùng phong linh thức trung rẩy kịch liệt, chu nại nhất biết không ổn, lực lượng của đối phương vượt quá tưởng tượng, muốn kéo dài khoảng cách thời điểm cũng đã không kịp, trường thương cuốn quanh từng bước ép sát, là gia thương đã có mạnh mẽ thoải mái bá vương chi khí, cũng có xuyên hoa dẫn bướm tinh tế kỹ xảo, ti tàn thương không ngừng điếm kích, một tất dài một tất mạnh. Trường thương như rồng, bạo vũ lê hoa. Toàn trường người xem đứng dậy reo hò, hoàn toàn có thể cảm nhận được long thần chiến cơ bá khí cùng loại kiên nghiền ép chi thế. Mã long bọn người hoàn toàn nhìn ngốc, mạnh như vậy sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Chu nại nhất là thiên kinh cơ võ có ít cao thủ, bị đánh liền sức đánh trả đều không có, chu nại nhất EMP cũng đến 2.500, nhưng cái chênh lệch này là EMP điểm số thể nghiệm không ra. Bởi vì có ít người không phải rất để ý điểm số, có người thì là toàn bộ nhờ cái này. Titan thương không có muốn một kích kiến công, mà là không ngừng chèn ép cuồng phong linh thức, dùng súng pháp làm cho đối phương tính linh hoạt không cách nào phát huy ra, đây chính là la tính địa phương đáng sợ, hắn long thần tê có cơ giáp hạng nặng lực áp bách, còn có cỡ trung cơ giáp linh hoạt, đây cũng là u đơ học viện trọng kim đào hắn nguyên nhân, siêu tân tinh cũng chia đủ loại khác biệt, tại đơn đấu cái này một khối, là tính chính là thượng đẳng. Không có ba lượng ba sao dám lên lương sơn. Oanh! Chính giữa một thương. Cùng phong linh thức kịch liệt ngửa ra sau, long thần chiến cơ bộ pháp tiến, trường thương nhị đoạn đánh giết nhập, cùng phong linh thức nguy cơ sớm tối. Thiên kinh cơ võ sân thi đấu bên trên, nhân số so sân nhà tác chiến thời điểm còn nhiều, đây là thiên kinh cơ võ sinh tự chiến A, chỉ là tình huống trước mắt cảm giác muốn hỏng việc bên trong, ngay từ đầu liền không ai cảm thấy một trận chiến này sẽ nhẹ nhõm, u đơ chiến đội sát thực mạnh rất nhiều, thiên kinh cơ võ nhất định phải liều mạng mới được, huống chi đối phương còn là sân nhà, vốn cho rằng đối phương đã tấn cấp sẽ tâm tính buông lỏng một điểm. Nhưng bây giờ xem hoàn toàn không phải có chuyện như vậy tất cả mọi người lặng lặng nhìn chằm chằm trong sân đấu ương cuồng phong linh thức, một tỷ cố lên A. À. Nhưng vào lúc này, quanh một tiếng, hoàn toàn lâm vào bị động cuồng phong linh thức phản kích. Thiểm kích, yến phi phản. Chu nại nhất rất rõ ràng la tính thực lực, nhiều lần nhìn rất nhiều hắn video chiến đấu, cùng vũ tàn là, loại này vẫn chắc cách đấu cơ sở thực tế quá mạnh, kỳ thật trận này không nên để chu nại nhất bên trên, bởi vì cái này cũng không thích hợp chu nại nhất đặc điểm phát huy, nàng càng thích hợp lớn tràn cảnh tác chiến. Mà không phải giới hạn ở trong phạm vi nhỏ đơn đấu, nhưng Lý Hạo làm quyết định, chu nại nhất liền chấp hành, liều mạng là không thể nào, nhất định phải có chiến thuật. Chương 136, một thương này 15 năm công phu, ba canh. Gặp địch giả yếu, nhìn xem bị hoàn toàn áp chế, kỳ thật thật muốn chỉ muốn thoát khỏi, còn là có biện pháp, chu nại nhất đánh chính là cái tâm lý chiến, làm cho đối phương phớt lờ, bán cái sơ hở, sau đó cấp cho một kích trí mạng. Oanh. Titan thương vẫy một cái, Hoành Phong kiếm la dè, là tính khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đây là có bao nhiêu xem thường cổ võ truyền nhân, cái này loại tâm lý tiểu thủ đoạn đều là bọn hắn chơi còn lại, mục tiêu của hắn vốn là Vũ Tàng, ai có thể nghĩ tới trận chiến đầu tiên vậy mà ra sân không phải Vũ Tàng. Titan thương chấn động, bật lên kiếm la dè, Long thần chiến cơ bỗng nhiên xoay người một cái, ngay tại chu nại nhất không biết đối phương muốn làm gì thời điểm, Titan thương đã hóa thành một đạo bạch quan đánh tới. Vũ Tàng nhịn không được đứng lên, không ổn a, à, là thức xoay một nửa hồi mã thương. To lớn Long thần chiến cơ một nửa ngửa ra sau nửa quay người, Titan thương giết ra, cùng phong linh thức phản ứng, nhưng là không kịp, Long thần chiến cơ động tác quá giãn ra, quá tấn mảnh thiên truy bách luyện công phu. Giờ khắc này, chu nại nhất tinh thần nháy mắt bộc phát đến cực hạn, nàng cũng cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Yến Phi phản chỗ tốt chính là công kích không thành còn có thể kéo dài khoảng cách, cuồng phong cuồng phong linh thức toàn lực lui lại, ti tan đao phong cản. Nhưng là mắt thấy liền có thể phong cản công kích thời điểm, ti tan thương biến mất rồi. Oanh! Linh thức chiến cơ bị đâm xuyên. truyền thương thuật. Chu Nại Nhất dự phán sai hồi mã thương phương hướng, xuất thủ nhìn như hướng phía dưới nhưng thật ra là cho cái rung động lực, chân chính phương hướng hướng lên trên. Toàn trường người xem vang lên cuồng nhiệt tiếng hoan hô, ngay từ đầu bọn hắn liền đối với la tính tràn ngập lòng tin, đây chính là có thể cùng Solomon tạo thành vô địch hai người tổ tồn tại. Đây là Uder học viện muốn tại ép bên trên nở rộ hào quang lực lượng. Màn hình lớn cho tuyệt sát nổi bật đặc biệt, khóc huyễn túng bá thiên, một thương này phong thái có thể xưng một cái, xoái giết. Mà lúc này ở xa thiên kinh cơ võ trong sân đấu thì là lặng ngắt như tờ, mặc dù phía trước có thế yếu, nhưng tất cả mọi người cho rằng lấy chu nại nhất kỹ thuật là có thể giết trở lại đến. Chu nại nhất thế nhưng là chiến đội lực lượng trung kiên, cứ như vậy bị giải quyết rồi. Tình huống gì? La tính khóe miệng mang theo nụ cười tự tin, màn hình lớn cho đến nổi bật đặc biệt la tính duỗi ra một ngón tay phi thường kiêu ngạo một thương này 15 năm công phu lấy cái gì cản rời đi khoan điều khiển chu nại nhất cảm xúc cũng có chút sa sút bên trên một trận không có bên trên đơn đấu thi đấu trận này chu nại nhất cũng là dốc hết sức muốn cầm cái khởi đầu tốt đẹp không nghĩ tới lại bị dạng này đánh bại tâm tính xảy ra vấn đề cảm xúc không đủ ổn định còn là phản ứng chậm rồi lý hạo vỗ vỗ chu nại nhất ban trưởng thắng bại là chuyện thường binh gia nhi vừa mới bắt đầu, nghỉ ngơi một lát. Nhất tỷ, không có chuyện, tốt hơn ta nhiều, ta hiện tại bắp chân còn đang rung hồ. Mã Long nói, kỳ thật theo phong cách bên trên, là tính là rất khắc chế chu nại nhất loại này, mà lại ngẫu nhiên đến sân thi đấu địa hình liền càng bất lợi cho chu nại nhất phát huy, một trận chiến này cũng nằm trong dự liệu. Chiến đội bầu không khí vẫn có chút kiềm chế ngưng trọng, mọi người nghĩ cổ vũ một chút nhưng nói cái gì cho phải giống đều không có tác dụng gì. Đám người nhìn về phía Lý Hạo, kỳ thật trận đầu tất cả mọi người coi là sẽ vũ tàn bên trên, bởi vì thảo luận thời điểm phán đoán đối phương sẽ lên trước la tính, nhưng lâm tràn thời điểm Lý Hạo đột nhiên đổi chu nại nhất. Lý đội trưởng trên thân cảm nhận được không bất luận cái gì thất bại khí tức, vẫn là như cũ, tự hồ trừ A Du Du, những chuyện khác cũng không có cái gì sự tình có thể ảnh hưởng đến Lý Hạo tâm tình đồng dạng. Vũ Tàng, trận tiếp theo ngươi lên, trận này muốn lấy. Lý Hạo nói. Đối phương hẳn là sẽ lên Costa, Vũ Tàng nhìn ngươi, cho chúng ta đánh trở về. Chu Nại nhất cấp tốc điều chỉnh tâm tính, nàng không thể ảnh hưởng đến những người khác, để u đơ người nhìn xem chúng ta vũ gia thực lực. Vũ Tàng mỉm cười, yên tâm đi, ban trưởng, ta có thể. Chu Nại nhất ngẩn người, Vũ Tàng là rất ít cười. Vậy mà đều học được cổ vũ người, Chu Nại Nhất cũng cười, chính là loại cảm giác này, không phải trước kia, một khi có người thua trong chiến đội chính là các loại phàn nàn cùng chỉ trích. Hiện tại, bọn hắn là một cái đoàn đội. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Trận đầu thắng lợi để toàn trường người xem phi thường vui vẻ, mỗi một trận sân trường thi đấu đều là các đại quân trường học ngày lễ, toàn trường đều nhịp vì u đơ chiến đội cố lên. Chiến thắng La Tính cũng thu được các đội viên ôm, Uder chiến đội hậu cần lực lượng khá là khổng lồ, huấn luyện viên tổ, phân tích tổ. Làm việc khoảng chừng hơn 20 người, toàn trường cùng một chỗ vỗ tay. Costa, chuẩn bị một chút. Vâng, đội trưởng. La tính cười cười, đội trưởng, ngươi làm gì nghiêm túc như vậy, tất cả mọi người có chút khẩn trương, cái này chu nại nhất không phải danh xưng hạch tâm sao, cảm giác bình thường a. À. Hắn là sóng tú một thanh, cảm xúc phá lệ tăng vọt. Solomon mỉm cười, tốt, nghỉ ngơi đi, nghiêm túc nhìn, vì đoàn chiến làm chuẩn bị. Đám người ngẩn người, đoàn cái gì? Cái này không nhất định là ba, không sao. Bọn hắn làm chiến thuật phân tích phi thường tường tận, lý hạo thân thủ phi thường tốt. Nhưng có Solomon tại, kỳ thật cũng không sợ, còn lại chính là vũ tàng cùng chu nại nhất, chu nại nhất đã giải quyết, còn lại vũ tàng giao cho Costa cũng là vừa vặn, bởi vì Costa rất đặc biệt song phương chiến sĩ đăng tràn, màu đỏ mới là đến từ thiên kinh cơ võ vũ tàng, mọi người cũng biết, đây là một đời mới vũ gia truyền nhân. Đến trước mắt vị trí, toàn bộ thiên kinh cơ võ danh khí cộng lại cũng không có vũ tàn một người lớn, dù sao cũng là truyền thừa vũ gia, vũ gia đệ tử vô cùng ít ỏi, dòng chính đệ tử càng là năm sáu năm mới ra một cái, mỗi cái đều là đỉnh tim, lý hạo mặc dù tại lần thứ nhất tư cách thi đấu tú một chút, nhưng còn xa không tới để mọi người biết rõ tình trạng. Màu lam là chúng ta u đơ học viện siêu tân tinh, rom học thành trở về, tiểu quỷ vương Costa. Thiên kinh cơ võ người ngẩn người, cái gì tiểu quỷ vương? Hỏa tinh lối ra chuyển tiêu thụ tại chỗ. Costa có phụ thân là người địa cầu, mẫu thân là người sao hỏa, hắn sau trưởng thành có thể tự do lựa chọn liên bang hộ chiếu, tại u đơ học viện chân thành mời mọc, hắn quyết định gia nhập địa cầu, nhưng hắn là quỷ võ tông đệ tử, đường đường 993 tuổi tiến vào quỷ võ tông, ở bên trong quỷ võ tông cũng là người nổi bật. Giữa tứ đại liên bang cũng tại lẫn nhau đào gốc. Phương diện này địa cầu coi như ôn hòa, núp mới là cả rốt chính sách vận dụng tốt nhất, chỉ cần đi vào núp tầm mắt, bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem nhân tài làm đến núp, trở thành mặt trăng một bộ phận, mặt trăng cũng là dạng này từng bước một lớn mạnh. Vũ Tàng không có chút trung động nào, mà Costa thì là mang theo mong mỏi mãnh liệt, làm siêu tân tinh cùng vũ khí bí mật, hắn bị ẩn tàng một đoạn thời gian, ở trên một trận tư cách thi đấu vậy mà đều không được đến đăng tràn cơ hội, lúc đầu đội trưởng tiếp tục dự định ẩn tàng một đoạn thời gian, không biết làm sao đột nhiên liền buông ra. Đem hắn bỏ vào chủ lực danh sách lớn bên trong. Vũ tàng, làm hắn trên địa cầu trận chiến đầu tiên đối thủ cũng coi là đủ tư cách. Đây là siêu tân tinh ở giữa va chạm, cũng đem trực tiếp bọn hắn siêu tân tinh xếp hạng. Costa không do dự trực tiếp sáng bản mệnh cơ giáp, quỷ võ sĩ, đây là mỗi một cái quỷ võ tông đệ tử tín ngưỡng, đối mặt vũ gia loại này am hiểu cứng trắng chiến sĩ không thể nghi ngờ là tại phù hợp cực kỳ. Vũ tàn lộ ra long thần e chiến cơ, cũng không có đặc biệt lựa chọn. Song phương tiến vào ngẫu nhiên chiến trường, Sahara đại sa mạc. Tại toàn trường tiếng hoang hô bên trong hai khung chiến sĩ cơ động tiến vào sa mạc chiến trường, sa mạc thuộc về trong thông thường địa hình so sánh khó, ngưng trệ cảm giác cùng không ổn định đều sẽ vì cơ giáp tạo thành một chút độ khó. Vụt Quỷ võ đao bắn ra, long thần ti tan đao cũng lộ ra, quỷ võ sĩ chiến cơ hai tay nắm lại nhà ma cuồng đao, chậm rãi dựng thẳng lên, vũ tàn long thần chiến cơ đồng thời làm gián, khí thế không ngừng kéo lên, đều đang tìm kiếm đối thủ sơ hở. Quỷ võ sĩ chậm rãi hướng phía trước đạp hai bước, long thần chiến cơ yên nguyên không nhúc nhích, trong nơi hẻo lánh hai người phi công nổi bật đặc biệt. Cốt stroma mang theo một loại chơi liều, vũ tàng thì là một mặt yên tĩnh. Vụt. Quỷ võ sĩ dẫn đầu động thủ, đằng không mà lên, nhà ma cuồng đao cao cao dơ lên, nhỏ nhảy trảm. Long thần chiến cơ đột tiếng, một cái hoạt bộ, cơ giáp chỉnh thể xoay chuyển, trong tay Titan đao trực tiếp đâm hướng không trung quỷ võ sĩ. Làm. Titan đao trước bên trong, quỷ võ sĩ chiêu thức bị phá, Long thần chiến cơ liên hoàn công kích, Titan đao một mảnh đao quang bao phủ đối thủ, Costa quỷ võ sĩ thì là bầy đao phòng ngự, cơ giáp không ngừng né tránh, dưới chân bộ pháp linh hoạt, hiển nhiên hết sức quen thuộc quen thuộc sa mạc địa hình. Hỏa tinh nguyên thủy đất các địa hình cùng sa mạc có chút tiếp cận, ở phương diện này Costa quen thuộc hơn. Vụt vụt vụt. Liên tục tam liên trảm. Costa dựa vào thân pháp quả thực là vút qua đi, trở tay chính là một kích cuồng võ điên cuồng chém, Long thần chiến cơ đột nhiên một cái ngửa ra sau, tránh thoát công kích, vừa định phản kích, quỷ võ đao đã trúng đâm tới, cơ giáp lui lại, quỷ võ sĩ động cơ oanh minh, đạp 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 đạp. Cơ giáp tiểu toái bộ, đè ép tiết tấu tới gần, nắm giữ không gian lại không vội mà xuất thủ, dạng này áp chế vũ tàng cũng không dám tùy tiện động tác. Mũi đao phía dưới, tùy thời đều sát chiêu một tiếng một lui, đột nhiên long thần chiến cơ thân hình nhúng xuống, liên tục lui lại xung lượng quá lớn, một cước này giảm quá nặng đi, Costa con mắt tinh quang nổ bắn ra, oanh. Quỷ võ sĩ dưới chân nổi lên một đoàn cát vàng, thiểm kích, ly tâm thứ. Toàn bộ quỷ võ chiến cơ tùy tùng quỷ võ cùng đao trực chỉ long thần chiến cơ khoan điều khiển, theo tính năng bên trên, song phân hạch khu động quỷ võ chiến cơ khẳng định là trội hơn đơn động cơ long thần chiến cơ, loại này khác biệt tại thông thường chiến sĩ khả năng cảm giác không ra, nhưng cao thủ chi tranh. Những chi tiết này vẫn là vô cùng ảnh hưởng chủ động tính. Vũ tàng Titan đao một phong. Đương tin chuẩn đón đỡ ở ly tâm thứ, to lớn xung kích cũng làm cho cơ giáp lui lại mấy bước, động cơ oanh minh, vũ tàng mạnh khống cơ giáp bảo trì trung tâm, mà Costa hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, quỷ võ sĩ lập tức theo vào, trong tay nhà ma cuồng đao chém ngang đi qua đương 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 đương. Bị luyện bên trên công kích vũ tàng hiển nhiên chỉ có sức phòng ngự, toàn bộ cơ giáp tại quỷ võ cùng đao áp chế xuống liều mạng phòng ngự, mà Costa đã giết lên kình, ai cũng biết, quỷ võ tông là am hiểu nhất điên cuồng công kích. Một khi tiến vào bọn hắn tiết tấu chính là không chết không thôi. Vũ tàn tại sao phải dùng long thần A, thay cái mảnh điểm siêu cấp cơ giáp không thơm sao, ta xem qua hắn dùng qua. Mã Long có chút sốt ruột, vũ tàng một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, nếu như số không so hai lạc hậu thời gian liền không như vậy thông dông, mặc dù Lý Hạo bên này rất chắc chắn, thế nhưng là tranh tài chính là tranh tài, không ai dám cam đoan 100%, bất luận cái gì ngoại ý muốn đều có thể xuất hiện. Cơ giáp muốn quen thuộc tốt nhất, không phải cứng rắn siêu cấp cơ giáp liền có thể. Chu nại nhất lắc đầu. Đối mặt quỷ võ cùng đau điên cùng áp chế. Long thần chiến cơ lộ ra lung lay sắp đổ, Giống như mỗi một đau đều có thể kết quả hắn, hết lần này tới lần khác vũ tàng mỗi một đau đều bảo vệ tốt, phi thường kiên nhẫn. Vũ tàng thì giác, đám người có thể nhìn thấy, đối mặt loại tình huống này, nét mặt của hắn vẫn là trước sau như một, không hoảng không loạn, từng đau từng đau phá giải. Costa từ khi đến địa cầu thật đúng là không có gặp được loại này phòng ngự, như cái rùa đen, dết đến hưng khởi, trong miệng rít gào, quỷ võ cuồng đau một kích trọng đau, kéo ra nhất điểm không gian toàn bộ quỷ võ sĩ cơ giáp bắt đầu xoay chuyển. Dưới chân bộ pháp theo vào. Quỷ võ cùng phong trảm. Giết đương 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 đương. Chương 137, vĩnh viễn có thể tin tưởng pháo cỡ nhỏ, bốn canh. Như là các vàng chiến sĩ, quỷ võ sĩ không ngừng xoắn ốc chém giết, lực lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hung mảnh, đây là thừa thế sông lên hoặc là chém chết đối phương, hoặc là kiệt lực xuất hiện sơ hở, bị đối thủ đánh giết, lúc này chính là liều tính bền dẻo. Long thần chiến cơ Titan đao cứng cỏi nghênh kích, mỗi một đao đều tuôn ra hỏa hoa, tiếng vang ầm ầm đập vào mỗi người trong lòng, toàn bộ thánh hỏa sân thi đấu người xem đều tại vì Costa điên cuồng cố lên, loại này siêu nổ công kích lại xoáy lại đáng nghiền. Chặt còn là vũ gia đệ tử đích truyền, nhất chiến thành danh nhưng vào lúc này mà thiên kim cơ võ bên này là thật mướt mồ hôi, cái này mẹ nó quá mạnh, u đơ chiến đội làm sao mạnh như vậy, đội trưởng của bọn họ còn không có xuất thủ đâu. Vũ Tàng từng đau từng đau sức chịu đựng, lúc này hắn không cách nào phản kích, không có cơ hội, đối thủ liên kích phi thường vững chắc, coi như nghĩ liều mạng một đổi một, lớn nhất có thể là trước bị đánh giết, dưới tình thế xấu cần chính là liều mình lật bàn, nhưng không phải vô não một đợt, không có cơ hội thử nghiệm tỷ lệ lớn là xong đời. Chờ, đợi thêm. Costa tiêu hao càng nhiều, trong lòng cuồng hống, gia hỏa này làm sao như thế ổn, chỉ có hắn rõ ràng nhất, đối phương phòng ngự là thật, nhìn xem cực kỳ bị động, nhưng mỗi một đao đều phong bế, hắn cũng không dám lung tung biến chiêu, một khi xuất hiện khe hở, đối thủ phản kích so tưởng tượng còn muốn trí mạng. Costa công kích còn tại liên hoàng, đồng thời Costa khóe miệng nở một nụ cười, cơ hội đến, hắn quen thuộc hơn loại chiến trường này, dù sao làm Trung Đông ức sắc thành một viên, nơi này khắp nơi đều là sa mạc, đây mới là ẩn tàng ưu thế. Oanh! Lại là một kích trọng đao chặt xuống. Long thần chiến cơ phong cản yên nguyên tinh chuẩn, giữa hai người này giao thủ, không ai dám vì sức tưởng tượng mà thử nghiệm cái gì hư chiêu, một khi bị bắt lại, kia thật là không biết chết thành cái quỷ gì. Vũ tàn phòng ngự càng ngày càng có tâm đắc, tiếp được một đau này, nhưng lại nháy mắt liền cảm thấy không lành, bởi vì đang không ngừng phòng ngự lui lại bên trong, sa mạc một cái xuống dốc, long thần chiến cơ chân trái trượt đi, trọng tâm muốn mất đi. Chờ chính là giờ khắc này, quỷ võ sĩ rít lên một tiếng, thiểm kích, một đao chém về phía sắp mất đi cân bằng long thần chiến cơ. Mặc dù dưới chân mất đi trung tâm, nhưng vũ tàng không thấy chút nào bối rối, cơ giáp vậy mà ngạnh sinh sinh ổn định, đây là khủng bố hạch tâm cơ bắp lực lượng, điều chỉnh cơ giáp tư thế, nhưng cái này một điều chỉnh cũng tương đương tiêu hao phi công khống chế sinh tử tồn vong thời khắc đến vũ tàng ti tan đau rất ổn cũng không có lung tung xuất thủ hắn chỉ có một con đường phong ngăn lại đối thủ công kích nếu không liền không còn tất cả mọi người tâm đều níu chặt không nên trách cái gì sa mạc ưu thế cái gì cái khác cơ giáp ưu thế đây là đối thủ sân nhà huống chi đây là vũ tàng tự chọn theo bài binh bố trận bắt đầu đến cơ giáp lựa chọn cảm giác đều lộ ra một loại là lạ hương vị nếu như là một trận phổ thông luận bàn còn rất bình thường đây chính là sinh tử chiến không cầm ra tất cả ác chủ bài thật được không thiểm kích đi ra quỷ võ sĩ vậy mà bỗng nhiên như vậy từng cái đây không phải thị giác ảo giác là tiết tấu khống chế ép một cái công kích trạng thái cũng không phải là chậm mà là hư chiêu đồng thời cũng làm cho đối thủ bối rối xuất thủ theo trạng thái cùng trong lòng bên trên quỷ võ sĩ đều chiếm cứ hoàn toàn ưu thế nhưng là vũ tàng không có loạn, cơ giáp mặc dù mất đi cân bằng. Nhưng tại nửa dây bên trong khống chế yên nguyên rất ổn, đây không thể nghi ngờ là toàn bộ nhờ phi công tự thân hạch tâm lực lượng đi điều phối. Quỷ võ cùng đao xuất thủ hất lên, vũ tàng ti tan đao nghênh kích, song phương tiếp xúc, cũng không có bất luận cái gì nổ vang, một kích trượt đao, quỷ võ cùng đao nhanh chóng hướng phía dưới chặt nghiêng. Quỷ võ huyễn đao lưu, Paulo bí đa trảm. Một đao hai mảnh, tất sát. Thánh hỏa học viện người xem đều bị chiêu này đao pháp càng kinh sắp trực tiếp cao trào, làm. Vũ tàng long thần chiến cơ phản ứng siêu cấp cấp tốc, đây cũng là cổ võ nội tình. Chỉ là phòng ngự có chút vội vạn, ti tàng đao trở tay ép xuống, tư thế là đúng chỗ, thế nhưng là lực lượng căn bản không đủ. Duy trì long thần cơ giáp cân bằng có tiêu hao, phán đoán không có chuẩn xác có tiêu hao. Làm. Long thần chiến cơ Titan đao bị đánh bay, toàn bộ cơ giáp bay rớt ra ngoài, quỷ võ sĩ trực tiếp theo vào, đằng không nhỏ vọt trảm, vừa mới rơi xuống đất long thần chiến cơ liền đối mặt vào đầu một kích, lúc này long thần chiến cơ không lùi phản gần, một cái nhỏ đáng nghiêng đá tới, một tất ngắn một tất hiểm, vũ tàng vẫn không có từ bỏ, nhưng là Costa đã sớm dự đoán, cơ giáp mạnh khống. Động cơ oanh minh, ngành sinh sinh ngừng lại nửa giây. Long thần chiến cơ đá trật, giờ khắc này tất cả mọi người tuyệt vọng tay, đã trật long thần chiến cơ một cái xoay tròn, toàn bộ cơ giáp lộn ngược ra sau một cước đưa ra. Đây mới là chân thực sát chiêu. Oanh! Nhà ma cuồng đao bị đá đến không trung, toàn bộ quỷ võ sĩ kịch liệt ngửa ra sau, cố star mạnh khống ổn định trọng tâm, nhưng là một mực bị động long thần chiến cơ đã rít gào mà lên, thiểm kích. Bắt lấy quỷ võ cuồng đao, một kích thái sơn áp đỉnh bổ tới, quỷ võ sĩ la dè mắt phát xạ ông quỷ võ cùng đao phong cản la dè mắt. Rơi xuống đất một cái chặn ngang trảm. Hai khung cơ giáp đang xen mà qua, long thần chiến cơ đao chỉ thiên không, mà quỷ võ sĩ thất tha thất thểu lao ra mấy bước, rơi xuống cồn cát. Oanh! Vũ tàn thắng! Toàn bộ thánh hỏa sân thi đấu âm ý khắp chống tiếng nghị luận cùng tiết hận âm thanh, đây con mẹ nó cũng có thể làm cho hắn may mắn thắng, quá đáng tiếc, liền kém một chút xíu như vậy a, à. vận khí quá tốt mà đổi thành bên ngoài một đầu thiên kinh cơ võ bên này thì là lâm vào triệt để cùng hoang thắng một trận liền sẽ không thua làm sao lại nhìn đến đoàn chiến đây chính là hy vọng trong phòng hiệu trưởng lòng đan ni cũng có chút nhẹ nhàng thở ra giảng thật dù cho đến nàng tình trạng này cũng không quá thích ứng lý hạo thao tác cái này không có một cái cường tráng trái tim căn bản là vừa không ngừng a à, còn tốt vũ tàng đáng tin cậy cái này pháo cỡ nhỏ thật là vững như bàn thạch theo thường ngày Đến sân trường thi đấu lại đến tư cách thi đấu, vững vàng, nhất là trận này, tại thế yếu dưới tình huống, không vội chút nào không nóng nảy, cứng cỏi chờ cơ hội, cảm giác không giống như là người trẻ tuổi, mà giống như là kinh nghiệm sa trường lão chiến sĩ, tầm tính quá tốt, không hổ là vũ gia dòng chính truyền nhân. Nếu như không có lý hạo, vũ tàng nhất định thiên kinh cơ võ cuộc khởi hy vọng, đương nhiên thời đại khác biệt, vũ tàng không cách nào làm được năm đó võ pháp tình trạng, thế nhưng là có lý hạo, hết thảy đều có khả năng, đây là trong tay nàng lớn nhỏ vương. Hy vọng lý hạo đằng sau đừng đùa lửa, cầm súng tư cách thi đấu, bọn hắn liền có tăng lên thời gian, thua, liền cái gì đều không còn. Hiện tại u đơ chiến đội cùng thiên kinh chiến đội đánh thành một sau một bình. Giả lập hình ảnh cho đến đặc sắc đánh giết chiếu lại, trận này hàm kim lượng phi thường cao, theo địa hình nắm chắc bắt đầu. Costa từng bước áp chế, quỷ võ cùng phong trảm công lực mười phần vũ tàng cho đến cơ hội chỉ là không nghĩ tới paulo bí đa trảm lại bị bảo vệ tốt càng không có nghĩ tới tại loại nguy cơ này trước mắt vũ tàng lại còn có thể sử dụng hư thực kết hợp vũ gia bên cạnh xoáy long sĩ đầu lẫn nhau dự phán đối thủ dự phán cuối cùng là vũ tàng bắt lấy cơ hội cướp đoạt nhà ma cuồng đao mà lúc này đây quỷ võ sĩ một mực không ngừng nghĩ điên cuồng tấn công tệ nạn đến đoạt đao thời điểm vũ tàng có thể thiểm kích nhưng Costa rõ ràng chậm, phán đoán của hắn cũng chính xác, là dè mắt công kích. Thế nhưng là bị vũ tàn phong cản, mất đi quỷ đao Costa rõ ràng tinh khí thần hạ xuống một đại thể, lúc này mới bị vũ tàn một đao trảm. Nhìn như ngẫu nhiên thành phần rất lớn, nhưng chân chính vòng, vũ tàn thành thuộc độ cùng tâm lý năng lực chịu đựng thật là đã hoàn toàn có ép thi đấu trình độ. Thất bại Costa phá lệ phiền muộn, song phương thực lực kỳ thật tương đương tiếp cận, Cơ giáp chiến không có người nào có tuyệt đối phần thắng, dù cho thực lực yếu kém một phương, cơ hội bắt tốt có thể chiến thắng, hắn cho là mình so vũ tàn hay là muốn mạnh một điểm. Solomon vỗ vỗ Costa, nhất niên sinh. Cái này lịch luyện quá trình là thiếu không được, một trận chiến này Lý Ca đang luyện binh, hắn làm sao không phải, đương nhiên hắn cũng không cho rằng vũ tàn so Costa thật muốn mạnh bao nhiêu, chỉ có thể nói kinh nghiệm bên trên cùng ý chí bên trên càng trầm ổn một chút, cái này cũng bình thường, Costa dù sao cũng là cái tân sinh. Nhìn xem thời gian một năm không dài, nhưng cái này lắng động vẫn là vô cùng trọng yếu. Trận thứ ba, hắn chuẩn bị đăng tràn, không biết Lý Ca có thể hay không bên trên, năm năm trôi qua, hắn khẳng định không phải duy nhất cái kia, chỉ là suy nghĩ một chút liền có chút kích thích. Năm năm trước, hắn còn không có tư cách ra sân, hiện tại hắn đã thắng được ưu thế, tôn trọng, không phải đối với hiện tại, là dĩ vãng Lý Hạo đã từng làm được ta khó nghĩ được ngay tại thông qua điện thoại nhìn trận đấu này, dù sao A -du, du bạn trai chiến đội, Uder chiến đội không ngừng quá mạnh, nhưng ít ra tiêu chuẩn đã nói đi qua, có thể chiến thắng Uder lời nói, chi này chiến đội chất lượng cũng liền tốt đi, dù sao cho dù có A -du, du mặt mũi, nàng cũng không thể mang theo chiến đội cùng một chi nhược lữ lãng phí thời gian, hành hạ người mới sẽ giảm xuống trình độ, nếu như quá kém. Liền phái dự bị bên trên. Cuối tuần thời điểm, núp các đại chiến đội đội trưởng tụ tập, giao lưu tin tức, tự hồ USA bên kia có đỉnh tim cao thủ xuất hiện, phi thường cường đại, yêu cầu tất cả chiến đội không muốn phớt lờ. Nhưng ma lại không có nói rõ, bất quá Tita trong lòng cũng đoán được, khẳng định là bởi vì con rối biểu hiện, con rối bộ xuất hiện cũng có một vòng, làm bây giờ có được hoàng kim ghen đỉnh tim cao thủ đến nói, bất kỳ động tác gì một khi được sáng tạo ra, liền có thể bị phá giải phân tích, học tập, rất nhanh liền sẽ học được, Tỷ Như Thập tự Luân. Bây giờ có thể nắm giữ không ít người, có lẽ độ thuần thục khác biệt, nhưng không có học không được. Nhưng con rối bộ lại cho mọi người chế tạo một vấn đề, đến trước mắt vị trí còn không có một cái có thể thành công, bày tư thế là không có vấn đề, vấn đề ở chỗ, bộ pháp không phải tư thế, là một loại cảm giác, một loại trạng thái, là nhằm vào công kích một loại phản ứng trên bản chất, bên trong có một loại tiết tấu mà bây giờ không người nào có thể nắm chắc. Grosso cơ sở kiểm tra ác mộng độ khó cũng có người xông qua, nhưng dùng chính là siêu cấp cơ giác, cũng không phải con rối bộ. Phạm là thử nghiệm cái gọi là con rối bộ đều bị bắn thành cái sang. Tita chính mình cũng thử qua, nhưng hoàn toàn không cách nào nắm giữ, thậm chí không cách nào tưởng tượng là hạng người gì có thể sáng tạo ra dạng này di động phương thức. Lúc này toàn trường reo hò, Uder Solomon đăng tràn, người này trình độ vẫn là có thể, mà lại năm nay hẳn là có tăng lên rất nhiều chiến sĩ đều sẽ kinh lịch một cái thuế biến kỳ, nhất là tiếp xúc đến S về sau, đột nhiên sinh ra bay vọt đề cao. Mà lúc này Uder học viện người xem một trận ồn ào, theo sát lấy một trận vui sướng. Thiên kinh cơ võ bên này ra sân chính là Hoác ưng. Cũng không phải là đội trưởng Lý Hạo. Chương 138, năm đó hèn mọn như sâu kiến, canh năm. Có ý tứ gì? Đây là từ bỏ, còn là xem thường u đơ học viện. Đương nhiên mọi người cảm thấy càng đều có thể hơn có thể là vì bảo tồn thể lực, ngẫm lại cũng là thiên kinh cơ võ thực lực vốn là yếu, đại khái đối mặt Solomon cũng cái gì phần thắng, bêu xấu không bằng dấu dốt, chờ đoàn chiến liều mạng. Nghĩ tới chỗ này, mọi người cũng liền thông suốt. Hoắc ưng bị điểm tên thời điểm cao hứng xấu, hắn liền thích lộ mặt, liền thích chiến mà đối thủ còn là u đơ học viện đội trưởng chưa nói hoắc ưng cảm nhận được đến từ đội trưởng tín nhiệm cùng ấm áp lâm đăng tràn thời điểm hoắc ưng còn cho lý hạo một cái không cách nào kháng cự nhiệt liệt ôm đội trưởng ta yêu ngươi ta sẽ dốc toàn lực đánh bại hắn lý hạo vội vàng phản kháng sợ chậm một giây liền bị hiểu lầm trong phòng tác chiến những người khác biểu lộ xấu hổ đương nhiên cũng chỉ có thể cho hoắc ưng cố lên thẳng đến hoắc ưng cao hứng bừng bừng đăng tràn có lúc ta thật ao ước đại hát viên tự tin. Mã Long biểu môi, hắn có chút lo lắng Lý Hạo để hắn lên, căn bản đánh không lại, đi lên còn không bị ngược chết, càng sợ mất mặt. Hoắc ưng rất liều, mà lại đang không ngừng đề cao. Vũ Tàng nói câu lời công đạo. Liều cũng đánh không lại a, à, nãy nãy, Hạo ca, ta luôn cảm thấy ngươi tại hố ta, ta cảm thấy chúng ta thiên kinh cơ võ đào sâu một chút hay là có người, làm gì tuyển ta, có phải là trên người ta còn có cái gì siêu cấp thiên phú còn không có bị đào móc mã long đột nhiên hỏi lý hạo ngẩng người những người khác cũng nhìn xem lý hạo lý hạo trên thân có chút huyền học đội trưởng ngươi liền nói với mã long lời nói thật liền tốt không phải hắn luôn suy nghĩ ngược lại sẽ ảnh hưởng thình mạng nhịn không được nói dù sao cũng là mã long nữ bằng hữu lần trước chiến đấu về sau mặc dù huấn luyện rất chân thành nhưng Mã Long một mực nghi thần nghi quỷ, khi thì có lòng tin, khi thì mê man. Thiên phú, cái gì thiên phú? Lý Hạo không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ ngươi không phải cảm thấy ta là một thiên tài mới tuyển ta sao? À, cái này à, lúc ấy hiệu trưởng hỏi gấp, ta quen thuộc người không nhiều, liền tuyển ngươi a. À. Lý Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mã Long trốn đến nơi hẻo lánh liếm vết thương đi. A à, du du rất yên tĩnh nàng đối với cơ giáp hiểu rõ không đủ nhiều có lẽ biết một chút nhưng khẳng định là mặt ngoài càng nhiều hơn chính là lắng nghe nàng cũng là khó được có cơ hội như vậy hưởng thụ người bình thường sân trường sinh hoạt khoan hãy nói yên tĩnh a du du còn là có phần bị thịnh mạng tổ bốn người thích nếu như bởi vì cùng lý hạo quan hệ liền dương nanh múa vuốt các nàng khẳng định là chịu không được học trưởng ta biết dụng ý của ngươi a du du lôi kéo lý hạo nói cái gì dụng ý ôi nha ngươi hôm nay quần áo nhìn rất đẹp lý hạo đầy mắt đều là ôn nhu ghi nhớ mã lão sư lời nói nhất định phải mỗi ngày ca ngợi nữ bằng hữu một câu khoảng thời gian này bồi tiếp mọi người huấn luyện đều hy sinh cùng a du du ở chung quý giá thời gian hai người da mặt tương đối mỏng mặc dù xác nhận quan hệ lại không cách nào ở trước mặt mọi người tình chàng ý thiếp điểm này mã lão sư là hiểu không coi ai ra gì ngươi nhất định là cảm thấy mã long thắng bại tâm quá nặng đi thông qua loại phương pháp này để hắn giảm sức ép khinh trang thượng trận a à, du du nhìn xem lý hạo có như vậy một tia sùng bái đây cũng là ti ta tỷ thường nói làm đội trưởng cũng không phải có thể đánh là được muốn hiểu đội viên tăng lên đội viên không riêng gì chiến lực, còn có tâm lý a à, lý hạo sờ sờ cái mũi ta nói lời nói thật a à, du du nhìn xem lý hạo lại nhìn xem đấu trường vậy ngươi vì cái gì để hoắc ưng bên trên thay phiên đến a à, hắn lần trước không có lên a à. vậy ngươi vì cái gì không lên a à, du du có chút không phục không bạn trai của nàng nhất định không tầm thường suýt ta chính là lười đừng nói cho bọn hắn lý hạo tiến đến a à, du du bên tai nhỏ giọng nói hỏi a à, du du trên thân kỳ diệu mùi thơm lý hạo nhìn không được vương đầu lưỡi liếm một chút a à, du du vành tai thơm thơm làm trơn a à, du du run lên một cái cổ lập tức đỏ cũng may sự chú ý của mọi người tại trên sàn thi đấu, cắn cắn tiểu bạch nha, ánh mắt một vũng thu thủy, bại hoại. Lý Hạo là hưng phấn lại kích thích, nhưng cũng có chút không có ý tứ nhìn một chút chung quanh, còn tốt. Còn tốt. Trên chiến trường, Solomon nhìn thấy hoác ưng, có hơi thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu, đây là lý ca nhất quán tác phong, không thể dùng ý tưởng của người thường để cân nhắc, bất quá còn có đoàn chiến, làm sao đều tránh không được đã lý ca không lên trường, kia liền khi dễ một chút thủ hạ của hắn đi. Cái này hiển nhiên là một trận không có chút hồi hộp nào thi đấu biểu diễn, toàn trường đứng dậy reo hò trước cho bọn hắn đội trưởng, bọn hắn vương tử, Solomon Mohammed. Solomon cũng là phất tay cùng mọi người ra hiệu, cái này khiến toàn trường bầu không khí càng thêm sôi trào. Hoắc ưng cũng đi theo phất tay, nhưng không ai phản ứng hắn. Ống kính cho đến Hoắc ưng cũng không thèm để ý, vẫn là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vương tử cái gì liền rất có kinh. Solomon tuyển cái long thần e, đánh hoác ưng hiển nhiên là dư xài, hoác ưng cầm ra bản hiệu long thần tê, hắn cũng không có luyện cái gì cái khác cơ giáp, vẫn dùng long thần tê, bất quá lần này vũ khí bên trên, một mặt thận trọng tuyển ra Titan chú y. Cái này nhưng làm u đơ người xem nhìn có chút mộng, bao lâu không thấy được loại này phương đông cổ điển lưu vũ khí. Ngẫu nhiên chiến trường, thành chiến. Solomon, Long thần E vs hoắc ưng, Long thần T đối với hoắc ưng đến nói vẫn là tương đối không sai. Long thần T viễn trình trang bị toàn bộ mang lên, toàn bộ cơ giáp xem ra như cái rực rỡ muôn màu thùng đựng hàng, mà Solomon, Long thần E liền mang một thanh titan đao, hiển nhiên là muốn cận chiến giải quyết, tuyệt đối tự tin. Mà cái này một lựa chọn, cũng cực lớn cổ vũ không khí hiện trường, chính là tú. Song phương chiến sĩ cơ động tiến vào chiến trường riêng phần mình xuất hiện tại quảng trường một bên, đếm ngược 10 giây. Hoắc ưng súng laser đã lắp xong, bên hông treo titan chú y lộ ra có chút khôi hại, làm sao Hoắc ưng toàn vẹn không biết xấu hổ là vật gì, chính mình hỏa lực ưu thế tuyệt đối. Hắn ngược lại muốn xem xem đối thủ cầm một thanh titan đao làm sao đánh. Oanh Động cơ oanh minh, long thần chiến cơ trực tiếp thẳng tắp đột tiến, hoắc ưng long thần tê súng laser hỏa diễm bắn ra bốn phía, ầm ầm quét về phía Long Thần Chiến Cơ. Đạp 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 đạp. Solomon Long Thần E tại quảng trường tả hữu trên dưới toán loạn, tránh né lấy súng laser truy kích, không ngừng rút ngắn khoảng cách, hoặc ưng biết truy kích là không được, làm dự phán đã kích, nhưng hắn dự phán còn là trống không, Long Thần E tả hữu di động phi thường có tiết tấu, thường xuyên bả vai một cái run run. Lại là đảo ngược di động. Đơn đấu cùng đoàn chiến hoàn toàn là hai cái trạng thái cùng lực áp bách tại đoạn chiến bên trong nếu như chiến thuật tố dưỡng thật tốt, dù cho thao tác kém chút có thể đánh ra đầy đủ chuyển vận, nhưng đơn đấu, liền đều xem người kỹ thuật, đối với cơ giáp lý giải, đối với đối thủ nắm chắc. Solomon dám không mang súng laser, thậm chí không áp dụng quanh co sách lược, đã nói lên, hắn đã đem hoác ưng hoàn toàn xem thấu. Mấy vòng công kích không có đạt hiệu quả, một lần duy nhất trúng đích còn bị tấm thuẫn ngăn lại, Long thần e đã tới gần. Hoắc ưng không có sợ nháy mắt ném đi súng laser móc ra titan chùi y cả người trồng mắt đều tỏa ánh sáng u bên này tuyển phối vũ khí rất nhiều nhưng giống titan chùi y là siêu cấp ít lưu ý thậm chí rất nhiều u -đơ học viện người xem đều là lần thứ nhất trong thực chiến nhìn thấy long thần chiến cơ không sợ hãi chút nào dẫn đầu thiểm kích mang theo hắn chùi y toàn bộ long thần tê vọt tới đối thủ toàn trường đều nhìn mắt trợn tròn đây là nơi nào đến hai độ đần, trọng trang thiểm kích là tương đối cùng, ra tay trước rất dễ dàng bị dự phán đến, hậu phát chế nhân mới là vương đạo, cái này đi lên liền đem chính mình lượt xuất đi. Hoàn toàn là cái mãn phu A. Solomon khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đường vòng cung thiểm kích. Ánh đao lướt qua, long thần tê thất tha thất thẻo ngã văng ra ngoài, mà Solomon long thần e cũng đồng thời một cái xoắn ốc bay ra, trượt ra đi hơn 10 mét mới dừng hẳn oanh. Long thần tê nổ tung, Solomon thắng. Toàn trường ngắn mũi bình tĩnh vang lên tiếng hoang hô, nhưng là Solomon lại nhíu mày, hắn vừa mới coi là hoàn toàn tránh thoát công kích của đối phương, lại còn bị Titan chủ y sát một chút, có chút chủ quan. Trở lại phòng tác chiến hoác ưng trên mặt còn mang theo hưng phấn, thấy không, thấy không, liền kém một chút. Ta liền biết hắn muốn đường vòng cung thiểm kích, chính là muốn cùng hắn liệu cái một đổi một, nhưng tiểu tử này quả thật có chút bản sự, vậy mà làm đường vòng cung tránh thời điểm cơ giáp còn có thể làm động tác, ha ha, lần sau ta nhất định nện chết hắn. Trong phòng tác chiến một đám lúc đầu kiếm ngôn ngữ muốn an ủi một chút hoác ưng người đều hai mặt nhìn nhau, cái này, người ta không có chút nào quể oải, cảm giác so thắng Solomon còn vui vẻ. Mã Long có chút ao ước, có lúc không tim không phổi cũng rất tốt. Lý Hạo vỗ vỗ tay, đoàn chiến chuẩn bị, ban trưởng, vũ tàng mã long tả tiểu đường cùng ta cùng một chỗ đối diện solomon cũng biết trọng đầu hí muốn tới thậm chí hắn cũng biết không ít lớp thiếu niên người ngay tại thông qua đủ loại con đường len lén nhìn năm đó hèn mọn như sâu kiến lý hạo tồn tại đối với mấy cái này hiện tại đã phong quan vô hạn tuổi trẻ lãnh tụ đến nói không tính là gì công việc tốt nhưng solomon khác biệt xuất thân hoàng thất thế giới quan cùng giá trị quan cùng người bình thường còn là có rất lớn kinh ngạc hắn muốn chính là đánh bại Lý Hạo một lần. Đối với Solomon đến nói, đánh bại Lý Hạo so thắng được đoàn chiến trọng yếu hơn. Đoàn chiến trước đó có 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Tất cả tham dự đội viên đều tận khả năng điều chỉnh trạng thái của mình. Đàm tử Diên từ bên ngoài trở về, sắc mặt có chút cổ quái. Thịnh mạng lông mày khẽ nhíu một cái, tử Diên, làm sao vậy, có phải là u đơ người làm khó ngươi rồi? Không có, các ngươi không có phát hiện chúng ta nơi này rất yên tĩnh sao dĩ vãng sân trường thi đấu sân nhà người sẽ nghĩ tất cả biện pháp quấy rối đối thủ chí ít cũng sẽ chế tạo điểm tạp âm lần này chúng ta một mực rất yên tĩnh đàm tử diên kỳ quái nói đừng nói người khác chính bọn hắn cũng là dạng này trước kia cao vân phong làm đội trưởng thời điểm chỉ cần là có phía ngoài chiến đội đến thời gian nghỉ ngơi sẽ chuyên môn an bài người đi kiếm chuyện đây chính là sân nhà ưu thế có lúc làm tâm tính, làm cảm xúc, trong chiến đấu thật đúng là tương đương có tác dụng, nộ khí thường thường sẽ để cho đối thủ phán đoán sai lầm. À, đại khái Uder học viện chính là như vậy đi. Lưu Dĩnh cười nói, các đội viên đều ở bên trong, làm việc tại gian ngoài, một phương diện không muốn đánh nhiễu lý hạo bọn hắn, một phương diện khác cũng là dự phòng quấy nhiễu. Không phải, ta ra ngoài về sau, chung quanh là có công việc nhân viên, nhưng cùng chúng ta bảo trì khoảng cách ta nhìn thấy có u đơ học sinh nghĩ đến kiếm chuyện bị bọn hắn hội học sinh ngăn cản, nói là đội trưởng phân phó, nói chúng ta là nhất định phải tôn kính đối thủ. Đàm tử viên có chút mộng, A à, Du Du, ngươi biết cái gì sao? A à, Du Du cũng là một mặt mơ hồ, ta cũng không rõ ràng. Chương 139, Đêm Mạng Giáng Lâm, 6 chương mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau cái này hiển nhiên cùng đội trưởng có quan hệ có thể thấy được trước kia lý hạo phải có cỡ nào phong quan mới có thể để cho ức sắc thành vương tử như thế tôn trọng dạng người này là ngầm lấy vững chắc mui dù cho mặt ngoài tràn ngập quý tộc lễ tiết nhưng nội tâm tuyệt đối sách phi thường rõ ràng huống chi solomon còn như thế xuất chúng xem ra chúng ta cái đội trưởng này rất có cố sự a à. lục linh tiêu nói thế nhưng là suy nghĩ nát óc cũng vô pháp biết Trước kia Lý Hạo cũng chính là vừa mới 10 tuổi ra mặt có thể làm được cái gì kinh thiên động địa sự tình. Hiện tại quản nhiều như vậy làm gì, quyết định sinh tử một trận chiến, nhất định phải thắng A. Lư Dĩnh vén tay áo lên, khí thế hung hăng, hận không thể xông đi lên làm một vố lớn. Trong phòng tác chiến vang lên hoắc ưng kích tình mênh mông trống to, Aniboy, Oli, mang theo niềm tin của ta xông lên đi. Song phương chiến sĩ ra sân, quyết định thắng bại đoàn chiến, đối với Uder đến nói không quan hệ ra biên tư cách, liên quan đến vinh dự, mà đối với thiên kinh cơ võ chính là quyết định vận mệnh, đã bị thương nặng, nếu như lại đánh mất trong quý tập huấn tư cách, vậy sẽ đổi phế tương đương một đoạn thời gian. Ống kính cho song phương đội viên, Uder chiến đội một phương vẫn là tương đối nhẹ nhõm, mà thiên kinh cơ võ một phương rõ ràng nghiêm túc hơn, vũ tàng là trời sinh nghiêm túc mặt, chu nại nhất bọn người áp lực là thật lớn, đây là rất hiện thực đồ vật, hiệu trưởng cấp cho bọn hắn chờ mong, buông tay đi liệu, thế nhưng là trên người bọn họ xác thực thừa nhận thiên kinh cơ võ vinh quang. Ống kính cho đến Lý Hạo, thiên kinh cơ võ vị đội trưởng này, tự hồ nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, chỉnh thể cảm giác phi thường nhẹ nhõm. Ti ta cũng nghiêm túc đánh giá vị này từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện A Du Du bạn trai. Giảng thật, nàng hoài nghi A Du Du có phải là dựng sai thần kinh tuyến, làm sao coi trọng. Cảm giác kỳ quái, nơi nào có người này rõ ràng tinh lực không tập trung a à, phía trước cái gì loạn thất bát tao chiến thuật làm loạn làm đội trưởng nhất định phải mỗi chiến tất tranh một điểm ưu thế cực kỳ trọng yếu nhất là đang quyết định vận mệnh trong chiến đấu vạn nhất đoàn chiến xuất hiện thế hòa cái này một điểm chính là trí mạng mà người này theo chỉ huy đến bây giờ trạng thái đều quá tùy ý ta không thích tùy ý trong sinh hoạt có thể nhẹ nhõm một điểm làm cơ võ chiến đội đội trưởng đội viên có thể nhẹ nhõm, có thể có cá tính, đội trưởng nhất định phải có cái nhìn đại cục, muốn nghiêm cẩn. Tita trên thân theo ống kính nhìn thấy người này tại phát điện thoại, khóe miệng còn mang theo vẻ tươi cười, sẽ không phải còn đang cùng A Du Du nói chuyện phím A. Phóng đáng. Lý Hạo xác thực cho A Du Du phát cái tin tức, phía trước trang bị điều chỉnh thử còn có chút thời gian, dù sao tranh tài đánh xong, hắn muốn hỏi một chút A Du Du có cái gì an bài a du du nghỉ dạo chơi ức sắc thành tốt nhất đang ăn một điểm ăn ngon tiểu ăn hàng lý hạo cười cười còn tốt cuối cùng là cái không kén ăn liền thích ăn một ít ăn có một lần lý hạo muốn cắn cắn răng mời a du du ăn quý còn bị nàng cự tuyệt tương đối dễ nuôi thiên kinh cơ võ bên này học sinh đều rất khẩn trương vô cùng vô cùng hồi hộp rất nhiều người đều đang cầu khẩn hy vọng lần này đoàn chiến vận khí tốt một điểm tuyệt đối đừng giống lần trước như thế, lần trước là Lý Hạo thật siêu trình độ phát huy, mà đối thủ khẳng định cũng có chút khinh địch, lần này cũng đừng nghĩ, Solomon xuất lĩnh Uder chiến đội mạnh hơn rất nhiều, vận khí thứ này sẽ không một mực tốt, nhất định phải chiến thắng A. Hồi hộp bình tĩnh là khẳng định, cũng không ít người nhìn thấy bọn hắn, anh hùng, Lý Hạo. Quá dễ dàng, quá tùy ý, tại thiên kinh cơ võ khẳng định chưa nói tới mê tín cùng sùng bái, dù sao lý hạo còn không có thành lập đầy đủ lòng tin lần trước là một lần vinh dự kỳ thật dạng này vinh dự cao vân phong cũng từng mang đến qua thậm chí so lý hạo càng nhiều dù sao ai còn không có phong quan qua nhưng cuối cùng vẫn là vẫn lạc lý hạo hiện tại muốn làm không phải đắc chí mà là vững vàng chỉ là từ trên người lý hạo nhìn không ra bất luận cái gì vững vàng bộ dáng mọi người chỉ có thể hướng phương diện tốt suy nghĩ tỉ như mê hoặc đối thủ kỳ thật đừng nói học sinh các lão sư cũng đều tại nhìn nhất là cơ giáp hệ tương quan mặc dù là tổng hợp học viện nhưng cơ giáp hệ lực ảnh hưởng đúng là lớn nhất bọn hắn cũng không hy vọng học viện sa đọa chỉ có điều lấy người từng trải cách nhìn cái này lý hạo rất không thành thục cho dù có chút thực lực cũng hẳn là thận trọng một chút coi như muốn sống cũng chờ thắng về sau a à? trong phòng hiệu trưởng long đang ni nhẹ nhàng cắn ngón tay đối ngoại nàng vĩnh viễn là một bộ lòng tin trang đây nhưng nàng rõ ràng một trận chiến này nắm chắc cũng không có tưởng tượng lớn như vậy. Nếu như là đơn đấu lời nói, nàng ngược lại là rất xem trọng lý hạo, nhưng đoạn chiến, có lúc đều có thể không có cơ hội xuất thủ. Đến nỗi lý hạo thái độ, nàng đương nhiên cũng nhìn thấy, thắng, người đều đúng. Hewler cùng Hilaia tỉ mùi cũng kích tình dân trào giới thiệu xong ra sân đội viên. Ngẫu nhiên chiến trường, Kepler chiến trường, Hồng Kỳ căn cứ thủ vệ chiến, Uder chiến đội, Solomon, Minh Vương Akalanta, Minh Vương Akalanta, siêu cấp hệ, 85 tấn sông phân hạch khu động, bốn giá đỡ nhiều khống súng laser, sông kiếm laser, laser mắt, hai tay bắn ra thức thuẫn laser là tính long thần tê cốt quỷ võ sĩ miêu tần ngân hồ chiến cơ xét hôi sắc tử thần thiên kinh cơ võ chiến đội. Lý Hạo hắc dạ Saber chu nại nhất cuồng phong linh thức vũ tàng long thần xê hình mã long cuồng phong. Linh thức tả tiểu đường hôi sắc tử thần kép lơ chiến trường là trước mắt xuất hiện tỷ lệ cao nhất ba cái chiến trường một trong. Phát hiện ra trước hồng kỳ căn cứ yên nguyên có được ưu thế, 10 chiếc chiến sĩ cơ động bắt đầu không hàng kép lơ rừng cây. Loãng xoảng loãng xoảng cắt ban cắt ban cắt. Chiến sĩ cơ động hạ xuống hùng vĩ cảnh tượng vô luận nhìn bao nhiêu lần cũng có thể làm cho lòng người triều bành trướng, trong nháy mắt đó huyết dịch đều đang sôi trào, trong lòng dân lên một loại trùng sát ra ngoài kiến công lập nghiệp xúc động rơi xuống đất chiến sĩ cơ động ngay lập tức báo cáo tọa độ chiến thuật phải căn cứ thực tế tình huống đến chấp hành vũ tàng cùng chu nại nhất khoảng cách gần vô cùng hai người ước định đánh dấu điểm trước tập hợp sau đó lại cùng những người khác tụ hợp lý hạo mã long tả tiểu đường tương đối phân tán không thể phát sinh lần trước tình huống lý hạo hướng trung ương tiến lên những người khác phân tán ra tìm kiếm hồng kỳ căn cứ u đơ học viện bên này solomon La tính cùng Miêu Tần hạ xuống khoảng cách tương đối gần, Costa cùng xét khá xa, giao lưu tình báo về sau, phân tán ra đến, Solomon ba người thì hướng trung ương vọng tiến lên. Hồng kỳ căn cứ không nhất định sẽ xuất hiện ở giữa, nhưng ở giữa là ổn thỏa nhất chi viện vị trí, theo trên tại địa đồ nhìn. Lý Hào khoảng cách Hồng Kỳ căn cứ khoảng cách là gần nhất, mà lại hắc dạ Saber thuộc về siêu cấp cơ giác, điều tra năng lực rất nhạy cảm, lần này vận khí rốt cục đứng tại thiên kinh cơ võ bên này, thiên kinh người vẫn là vô cùng hưng phấn, tao ngộ chiến khó mà nói, nếu như có thể phòng thủ hồng kỳ căn cứ, vậy vẫn là có tương đương phần thắng. Trên sàn thi đấu, có hai khung chiến sĩ cơ động phải tao ngộ, là hai đội tay bắn tỉa, xét cùng tả tiểu đường. Tả tiểu đường kia là một cái cẩn thận a à, đối thủ vậy mà cũng là hôi sắc tử thần người sử dụng, phải cẩn thận, phải tỉnh táo. Lưu Dĩnh còn ở phía dưới nhìn xem đâu, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Hai khung hôi sắc tử thần tao ngộ gần như đồng thời phát hiện đối thủ, ngay lập tức phân biệt ra được đối thủ mô hình đều là trong lòng giật mình, xét đương nhiên biết cái này tả tiểu đường tình huống, mà lại làm rất chân thành nghiên cứu, mà tả tiểu đường hôi sắc tử thần vậy mà ngay lập tức vung lên súng ngắm. Xét giật nảy mình, em đi đi lên liền muốn vung đường vòng cung thương sao, thật mẹ nó là ngoan nhân a, à, bất quá tại kép lơ cử hình rừng cây đường vòng cung thương sát thương đúng là càng trực tiếp. Cơ hồ là bản năng phản ứng, xét điều khiển hôi sắc tử thần trực tiếp thiểm kích kéo dài khoảng cách. Oanh! Hôi sắc tử thần bị nổ đầu, toàn trường một mảnh xôn xao, là xét, xét chính mình cũng mộng bức, cái này mẹ nó là tình huống gì? Thiên kinh cơ võ sôi trào khắp chốn, tả tiểu đường bị đối thủ xuất hiện giật nảy mình, không phải muốn sờ náp, mà là giật mình phía dưới, đưa tay động tác quá lớn, đây là một cái tương đương nghiệp dư tư thế nhưng là đem xét hù đến trước một bước làm ra thiểm kích động tác mà làm xong thiểm kích hôi sắc tử thần chính là một cái bia sống tả tiểu đường tốt hơn nhắm chuẩn một thương bạo nói đơn giản xét là chết oan phong tác chiến lưu dĩnh một tiếng từ tính treo hò mập mạp này có thể a à, nhìn không ra thật biết diễn cảm giác không giống như là diễn a à. mặc kệ nó hoàn thành thủ sát xinh đẹp cái này đột nhiên biến hóa cũng ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc, tay bắn tỉa tại hồng kỳ căn cứ phi thường trọng yếu, loại tình huống này liền càng không thể để thiên kinh cơ võ phát hiện ra trước. Mã Long bên này so tả tiểu đường còn tinh thần, hắn đang cầu khẩn, tốt nhất ai cũng gặp không được, sau đó trực tiếp tìm tới hồng kỳ căn cứ. Vừa suy nghĩ xong, liền phát hiện tung tích địch, đối thủ cũng phát hiện hắn, cố Star quỷ võ sĩ bại bởi vũ tàn tức sôi ruột Costa giống như là diều hâu thấy con thỏ, điên cuồng truy kích, mã long chiến lược tính rút lui, nhưng cuồng phong linh thức tốc độ rõ ràng không đủ nhanh, quỷ võ sĩ trong rừng di động tốt tấn mảnh, kỳ thật nhưng theo tính năng bên trên, cuồng phong linh thức không kém, mắt thấy muốn bị đuổi kịp, mã long cũng là quyết định chắc chắn, mẹ ai sợ ai a, à. cuồng phong linh thức quay người công kích, Costa khóe miệng cười lạnh, oanh. Quỷ võ cùng đao trùng điệp bổ về phía kiếm laser, đương 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 đương. Costa như là phát điên cuồng chặt, muốn đem lửa giận của mình trút xuống đến cái này thiên kinh cơ võ tiểu bạch kiểm trên thân. Cùng lúc đó, vận khí tốt nhất Lý Hạo phát hiện hồng kỳ căn cứ, bất quá cũng không thể cao hứng quá sớm, bởi vì Solomon, là tính, Mưu tần cũng đang hướng cái này hướng gió tiến lên, không bao lâu liền sẽ phát hiện hồng kỳ căn cứ. Cái này liền nhìn Lý Hạo làm thế nào, Lý Hạo không có ngay lập tức chiếm lĩnh hồng kỳ căn cứ, đây coi như là một cái tương đối thông minh quyết định theo thượng đế thị giác đến xem nếu như hắn ngay lập tức chiếm lĩnh tương đương với cho solomon ba người báo vị trí tình huống sẽ cực kỳ bất lợi lý hạo thông tri đội viên khác tả tiểu đường cùng chu nại nhất tại hướng cái phương hướng này đuổi vũ tàng thì đi cứu viện mã long mã long đồng học vẫn là vô cùng có tính bền dẻo hắn không muốn chết huấn luyện không phải luyện không điên cùng huấn luyện thân thể hắn đã thật lâu không có cùng thịnh mạng làm vận động Costa điên cuồng tấn công rất mạnh, nhưng dù sao bị là bị pháo cỡ nhỏ rèn luyện đi ra, công kích bất lực, nhưng phòng ngự vẫn là có thể. Mấu chốt là Mã Long cảm giác đối. Phương rất nôn nóng. Căn bản không liều mạng, cùng phong linh thức liều mạng quấn, mặc dù trên mặt mũi khó coi, nhưng có thể thắng, muốn cái gì mặt mũi, chỉ cần nhìn đến vũ tàn đến chi viện. Chính thể đến xem, thắng bại tay ngay tại Solomon bọn người có thể hay không phát hiện hồng kỳ căn cứ hát già dạ Saber làm sao vậy, vậy mà bị điên trực tiếp hướng Solomon ba người phương hướng vọt tới. Chương 140, huyết nguyệt giữa trời, đêm tối giáng lâm, bảy chương, vì tất cả chờ một chương này các huynh đệ tăng thêm. Chẳng những thiên kinh cơ võ người một mặt mộng bức, to lớn thánh hỏa sân thi đấu cũng là một mặt mộng bức, quắc. Sung sướng cục lúc này ẩn tàng còn đến không kịp làm gì đâu solomon bọn hắn có tỷ lệ lớn phát hiện hồng kỳ căn cứ nhưng cũng muốn phân tán ra làm không tốt còn phát hiện không được thật tại vô số lần trong trận đấu đã đầy đủ chứng minh điểm này không thể nghĩ đương nhiên thực lực là một phương diện có lúc vận khí thật rất trọng yếu vị này thiên kinh cơ võ đội trưởng rất là không giống bình thường ta kính hắn là một đầu hán tử đây là hát giả chiến cơ phát hiện cái gì sao, nghe nói cái cơ giáp này tại nhìn rõ phương diện xác thực rất ưu tú. Cái này, theo người bình thường đầu óc, lúc này không phải càng hẳn là giấu giấu kỹ, mai phục một cái là một cái sao. Ti ta càng là nghẹn họng nhìn trân trối, cái này Lý Hạo khẳng định là có chiến lực, nhưng vô luận như thế nào có thực lực, không có đầu óc cũng vô dụng thôi, từ bỏ như thế có lợi tình huống, đi tìm đúng tay. Hắn cho là hắn là ai? Vô luận bộ dáng gì. Không có chơi như vậy, cái này để người ta cũng nhìn không được muốn chất vấn Thiên Kinh cơ võ dạy học chất lượng. Trong phòng tác chiến, thình mạng bọn người cũng mắt trợn tròn, Uder cũng không phải, hắn muốn làm gì? Trên chiến trường, Solomon ba người cũng ngửi được hồng kỳ căn cứ hương vị, đây là trường kỳ huấn luyện một loại cảm giác, khoảng thời gian này, những người khác không có cái gì phát hiện, đối thủ cũng không có chiếm lĩnh, cái kia tỷ lệ lớn tại bên trong vòng phụ cận ba người đều chuẩn bị tản ra, Solomon điều khiển siêu cấp cơ giáp minh vương Akalantha phát hiện tung tích của địch nhân. Một khung chiến sĩ cơ động ngay tại cao tốc siêu bọn hắn cái phương hướng này chạy vội tới. Rất nhanh miêu tần cùng la tính trên cơ giáp cũng xuất hiện tín hiệu, cái này. Một cái chiến sĩ cơ động. Âm mưu, cạm bẫy. Không giống A, à, là tính sửng sốt cười ra tiếng, cái này sợ là cái kẻ ngu. Ưu thế A, à, đội trưởng đây là làm cái gì a à, tức chết người lư dĩnh hung hăng vỗ một cái đùi bên người lục linh tiêu đau nhảy dựng lên hắn có phải là có cái gì chiến thuật đàm tử diên nhìn không được nói cái này cái gì chiến thuật xong đối thủ cũng phát hiện hắn thình mạng che lấy đầu lúc đầu đều đã phân tán ra solomon ba người lần nữa tụ tập mà lại không có chút nào sốt ruột hiện tam giác trận hình đồng thời ba cái chiến sĩ cơ động đồng thời tiến vào trạng thái yên lặng. Một khi tiến vào trạng thái yên lặng, đối thủ cho dù tốt trinh sát cũng vô pháp phát hiện vị trí cụ thể, đây cũng là thông thường mai phục thủ đoạn, mà hát giả dạ lại còn tại gia tốt. Học trưởng có phải là sợ bọn họ chạy rồi? A à, Du Du bỗng nhiên nói. Bốn cái nữ sinh ngơ ngác nhìn A à, Du Du, đều nói ngực to mà không có não, nhưng nàng xem ra cũng không có lớn như vậy a. À. Tốt a, à cũng không nhỏ, nhưng không có lưu dĩnh hung. Rất đẹp hình. Các nữ sinh đầu óc bỗng nhiên bị lệch. Nhưng là đấu trường người xem nhưng không có lệch. Thánh hỏa sân thi đấu khán giả đã bắt đầu vì vị này thiên kinh cơ võ đội trưởng biểu hiện vỗ tay, chưa thấy qua như thế sung sướng đội trưởng, nhìn hắn sốt ruột bộ dáng, tự hồ rất lo lắng đối diện ba cái cơ giáp phân tán đồng dạng. Thiên kinh cơ võ bên này, toàn trường tĩnh mịch một mảnh, cái này như trước kia càng đảm anh hùng hoàn toàn khác biệt, không cần thiết a, à. trọng điểm là không có lý do. đối diện ba cái chiến sĩ cơ động hoàn toàn nắm giữ lấy hắc giả saber vị trí, mà lại căn cứ địa hình chuẩn bị kỹ càng. Solomon biểu lộ ngưng trọng, trái tim phanh phanh phanh, phanh cuồng loạn, cơ hội đến, trong mộng hắn vô số lần muốn đứng tại trước mặt người đàn ông này, hắn chờ đợi cơ hội này rất lâu mà tại hai bên Mai Phục La Tín cùng Miêu Tần thì là có chút im lặng, nếu không phải đội trưởng mệnh lệnh, cái này lại là chính thức tranh tài, La Tín một người liền bên trên, loại này ngốc đồ chơi một thương chấm dứt chẳng phải xong, chỉ có thể nói thiên kinh cơ võ đồ ăn, Galileo trình độ càng đồ ăn. Không nên cảm thấy người nào đó bên trên một trận thao tác có bao nhiêu ngưu bức, thao tác hoa lệ trình độ là dựa vào nhìn đối thủ, đối thủ cường độ mới có thể hiện ra tài nghệ thật sự. Một điểm nữa, bất luận cái gì chiến sĩ cơ động trạng thái đều là có chập trùng, có chút ở trong trận đấu tinh xảo thao tác khả năng cả một đời cũng liền một lần, đây cũng là cơ giáp giới đổi mới phi thường tấn mạnh nguyên nhân, một đời người mới thay người cũ. Long Đan Ni cắn răng, trên thiên tấn còn có mấy đầu tin tức, là cái khác trường quân đội hiệu trưởng phát, hiển nhiên mấy cái lão bằng hữu cũng tại nhìn hiện trường, bọn hắn phi thường thưởng thức Long Đan Ni độc đáo, ánh mắt, tuyển như thế không giữ được bình tĩnh đội trưởng hắc giả dạ Saber không có chút nào giảm tốc lao đến. Solomon Minh Vương Akalantha trực tiếp biểu diễn, động cơ oanh minh, cơ giáp kích hoạt, vụt 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 vụt. Bốn thanh súng laser chèo chống, hai thanh kiếm laser bắn ra, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đều mức này, phàm là có đầu óc đều hẳn là ngẫm lại, có phải là có mai phục? Giảm tốc A. Không có, hắc giả dạ Saber còn tại đẩy tới, tiến vào vòng mai phục. Rầm rầm rầm. Minh Vương Akalanta hỏa lực điên cuồng trút xuống, danh xưng ba đầu sáu tay phạm vi hỏa lực đã kích, phối hợp La Dè mắt, trực tiếp khóa chặt Hắc Dạ Saber đột tiến khu vực, Hắc Dạ Saber động cơ Oanh Minh trực tiếp đằng không mà lên. Thình mạng bọn người nghĩ che mắt, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đại ca, biết hay không cái gì gọi là quanh co a. À? Người ta đều công kích, trước tránh một chút có được hay không? Ở ngoài Sáng Vương Akalanta phát động công kích nháy mắt, hai tiếng động cơ Oanh Minh ẩn nấp hai đại chiến sĩ cơ động xuất kích, miêu tần ngân hồ chiến cơ xuất thủ trước, thiểm kích ly tâm thứ. Theo sát lấy chính là hậu phương Long Thần Tê, ti tàn bá vương thương trực chỉ hắc dạ sa bờ, thiểm kích là thức bá vương thương. Tả hữu giảo sát, không gốc chết. Mấu chốt là cùng Solomon phối hợp thực tế là quá tinh diệu. Thời gian điểm thẻ vừa vặn, hắc dạ sa bờ tiến vào không trung dựng lại điểm nháy mắt, ngân hồ chiến cơ giết tới, theo sát lấy chính là khí thế càng khủng bố hơn như Thái Sơn áp đỉnh La gia Bá vương thương. Ông đương đương, bang, hắc giả Saber rơi xuống đất, không biết xảy ra chuyện gì, Ngân hồ chiến cơ cùng Long thần tê đột nhiên mất khống chế rơi xuống đất, theo hai tiếng tiếng oanh minh, liệt diễm trùng thiên, mà hắc giả Saber xuyên qua hỏa diễm phóng tới Solomon. Giờ khắc này Solomon toàn thân Long tơ đều đứng sững, nhìn xem tay cầm trường đao màu đỏ hắc giả Saber không biết làm sao Solomon tay không cách nào khống chế rung lên. Trong nháy mắt trong đầu xuất hiện 5 năm trước cái kia ngạc thở. Lý Ma Thánh quan sân thi đấu yên tĩnh, Solomon giống như là theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, hoàn toàn mất đi hình tượng thét lên, minh vương Akalantha đột nhiên chấn động, động cơ oanh minh, minh vương Akalantha vọt tới, hai thanh kiếm la dè giết ra, thiểm kích, minh vương sao cu cúc thập tự trảm. Solomon Hoàng Kim ghen hiện tượng là tinh thần lực, ở trên cơ giáp thể hiện ra chính là nhiều khống tinh tế cùng khủng bố sức quan sát, có thể một mực bảo trì độ cao hết sức chăm chú, đồng thời, hắn đối với đối thủ lực lượng tinh thần nhìn rõ cũng là cực kỳ nhạy cảm. Oanh Hát giả dạ Saber thiểm kích, nháy mắt đi tới Minh Vương Minh Vương Akalanta trước mặt, trong chớp nhoáng này, Solomon tinh thần lực toàn bộ triển khai, hắn muốn tìm tìm sinh tử trong nháy mắt sơ hở, nhưng là hắn cảm nhận được chính là ma vương. Trở về. Che khuất bầu trời đêm tối, vô biên vô hạn như là vực sâu khủng bố tinh thần lực trường. Vụt. Huyết nguyệt trường đau xẹt qua. Loãng xoảng. Hai khung cơ giáp rơi xuống đất, minh vương chiến cơ ngực vỡ ra, hỏa hoa bắn ra bốn phía, tại ngạc thở có sẵn trong không khí bạo thành một vành lửa. Mà đổi thành bên ngoài chiến trường, Mã Long Đồng học liều mạng kéo dài rốt cục có tác dụng. Vũ Tàng còn chưa chạy tới, nhưng là quỷ võ sĩ động tác đột nhiên biến hình, Mã Long nhạy cảm phát hiện, cô thất thần rồi. Không thất thần không được a, à, cái này mẹ nó là tình huống gì? Hắn rõ ràng nghe tới chiến đội trong giọng nói, đã thiết tốt vòng mai phục, sau đó liền nghe từng tiếng nổ tung, miêu tần, la tính. Đội trưởng Solomon ở trong ngắn ngủi mấy giây bị toàn bộ chém giết. Vụt. Hắc hắc, giao thủ thời điểm sau có thể nghĩ người khác đâu. Mã Long thanh âm hưng phấn đều có chút trung rẩy, cái này mẹ nó không đâm ngươi đâm ai. Mã Long đồng học hoàn thành đoàn chiến thủ sát. Xử lý còn là Costa dạng này siêu tân tinh. U đơ chiến đội 5 người bỏ mình, đoàn diệt. Thiên kinh cơ võ thắng. Thánh quan sân thi đấu một mảnh lặng nhắc như tờ, chiến thắng thiên kinh cơ võ cũng mộng bức mẹ hắn cho mộng bức mở cửa, mộng bức về đến nhà, đây là bọn hắn cái kia xem ra không quá thông minh đội trưởng đây là chiến thuật. Màn hình lớn cho ra đoạn chiến trí mạng đánh giết, hắc giả saber tiến vào vòng mai phục, bị minh vương chiến cơ hỏa lực đánh đằng không. Lúc này hạng nhẹ cơ giáp ngân hồ chiến cơ trước thiểm kích, đằng sau là la tính long thần tê, có thể nói là cấp độ rõ ràng. Thiên y vô phùng, cái này mẹ nó cũng chưa chết. Pha quay chậm, hắc giả saber huyết nguyệt trường đao ra khỏi vỏ, yến phi phản. Đối mặt ngân hồ ly tâm thứ thân thể hơi nghiêng, cơ giáp trước đột, tại ly tâm thứ còn chưa tới công kích khoảng cách trước đó, lại là là trệ không yến phi phản. Trước một bước giết tới, mở ra ngân hồ, động cơ oanh minh, cơ giáp mượn chém ra ngân hồ chi lực bắn ngược, quay thân tư thái, thần hồ kỳ thần ngoẹo đầu né tránh bá vương thương trí mạng đâm xuyên, đồng thời rút ngắn cùng long thần tê khoảng cách. Nhưng giờ khắc này hắc giả sa bơ cũng không có xuất thủ khoảng cách cùng không gian. Huyết nguyệt trường đao tại hắc giả sa bơ cơ giáp giữa ngón tay xoay tròn, trở tay đao theo cơ giáp dưới xương sườn xuyên qua, thiếp thân đâm xuyên long thần tê, một bộ động tác như là nghệ thuật mượt mà, không chấm một giây phá tan long thần tê, mượn lực trút đao, phóng tới Solomon Minh Vương Akalantha. Cái này hiển nhiên không phải yến phi phản. Đây là hát giả Saber, lôi phản oa tâm đao. Một đao hai giết. Tiếp xuống chính là cùng Solomon chính diện va chạm, mà Solomon tự hồ là nhận. Kinh hải, thủ hắc giả sa bơ khí thế áp chế động tác cứng nhắc, cao thủ chi tranh, chơi liều cùng một khắc này huyết khí là tương đối quan trọng, giờ khắc này, hắc giả sa bơ giống như tử thần giáng lâm. Huyết nguyệt giữa trời Tam sát Đêm tối giáng lâm Thánh hỏa sân thi đấu thiên kinh cơ võ trong phòng tác chiến, một cái đen xì lớn người cao vọt ra, hốc mắt đỏ bừng, mãnh liệt đánh khoa trương cơ ngực lớn, ngửa mặt lên trời cuồng hống, đánh tốt, đội trưởng giờ khắc này thiên kinh cơ võ các học sinh tại cũng vô pháp kiềm chế trong lòng cuồng hỉ triệt để sôi trào tất cả mọi người giật nảy mình hô hào bọn hắn đội trưởng danh tự cũng có la lên long đan ni dù sao long hiệu trưởng quả quyết anh minh cũng không biết làm sao đào đi ra đội trưởng này nguyên lai mạnh như vậy a à, cái gì ba đánh một